Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Đây cũng quá đại nghịch bất đạo a. À. Hắn chạy về phía phía trước, đã thấy cái kia mấy đạo xiềng xích nơi phát ra là một tòa cổ lão không gì sánh được tiên điện, xiềng xích chính là tới từ tiên điện chỗ sâu. Xa xa, hắn nhìn thấy trong tiên điện có ánh sáng chuyển đến, màu hổ phách quang mang, cái kia mấy đạo xiềng xích khóa lại dị nhân, chính hướng giống như hổ phách quang mang bên trong thẳng đi. Mà tại trong vầng hào quang, tám cái thân ảnh cường đại dơ lên một ngụm quan tài màu vàng, đang hướng bên này đi tới. Long đại trưởng lão quát to, yêu nghiệt phương nào, yêu nghiệt phương nào, trong vầng hào quang, một cái nặng nề thanh âm nổ tung, dám can đảm ngăn cản Hạo Thiên Đế Anh Linh trở về Cố Thổ. Chương 1172, Hạo Thiên Đế trở về. Hạo Thiên Đế Anh Linh, Long đại trưởng lão phía sau, hứa ứng đánh tới, đang muốn lại đâm Long đại một kiếm, nghe vậy cũng không chỉ có kinh ngạc vạn phần. Hạo Thiên Đế, không phải đem đế vị nhường ngôi cho Thái Hạo Đế về sau, vô tật mà chấm dứt sao? Hắn kinh ngạc nói, căn cứ lịch sử, Hạo Thiên Đế thời kỳ cuối thái hạo đế triệu hoán đến thái hạo động uyên thu hoạch được phi phàm thành tựu hạo thiên đế tự thẹn không bằng từ cảm giác đức hạnh ít ỏi không bằng thái hạo đế thế là ba lần nhường ngôi đế vị thái hạo đế từ chối hai lần trước lần thứ ba thực sự không cách nào từ chối đành phải cố mà làm leo lên đế vị đằng sau hạo thiên đế an hưởng tuổi già một đời tiên đế cứ như vậy vô tật mà chấm dứt đến mức hắn thái nhất động uyên cũng tung tích không rõ đây là chính sử đương nhiên cũng có hương giã truyền ngôn, nói thái hạo đế đoạt quyền, ba lần bức thoái vị, bức bách hạo thiên đế thoái vị, lần thứ ba rốt cuộc thành công đem hạo thiên đế trọng thương. Hạo thiên đế bị đánh thương đằng sau, thái hạo đế lại phải hắn giao ra thái nhất động uyên, miễn cho hắn đông sơn tái khởi, hạo thiên đế thế là đem thái nhất động uyên giấu đi, bị thịnh nộ thái hạo đế giết chết. Đây chỉ là giả sử, bất quá cũng rất nhiều người tin tưởng, thậm chí ngay cả tử vi hậu chủ đều tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hắn chính là làm như vậy. Hứa ứng một lần cũng tin tưởng cái thứ hai phiên bản, bất quá trong đó cũng có đáng giá hoài nghi địa phương, tỉ như nói Thái Nhất Động Nguyên hạ lạc. Năm đó Thanh Huyền chứng đạo, Thái Nhất Động Nguyên hẳn là nó lĩnh hội Thái Nhất khai ngộ, từ bỉ ngạn triệu hoán tới. Thanh Huyền sau khi chết, Thái Nhất Động Nguyên cũng trở về về bỉ ngạn, về sau bị hứa ứng triệu hồi. Bởi vậy hứa ứng suy đoán hạo thiên đế sau khi chết, Thái Nhất Động Nguyên tự động bay trở về bỉ ngạn. Nhưng là, không nghĩ tới bây giờ lại nghe được hạo thiên đế anh linh trở về cố thổ tin tức. Tôn kia bị xiềng xích khóa lại dị nhân bị kéo đến kim quan bên cạnh, cười ha ha nói, hạo thiên thật đã chết rồi. Đã chết tốt, chết chưa hết tội. Chúng ta phụng mệnh truy sát, chính là muốn nhìn lão tặc là có hay không chết rồi, nếu như chết rồi, liền ngay cả thi thể cũng muốn hủy đi. Vì ta mấy triệu tộc nhân báo thù, Phốc, một đạo xiềng xích xuyên qua dị nhân kia đầu lâu, đem dị nhân kia rào sát. Phốc, hứa ứng thấy cao hứng, một kiếm đâm vào long đại trưởng lão hậu tâm, lẩm bẩm nói, hạo thiên đế không phải chết ở trong tay thái hạo đế hắn tại bỉ ngạn còn có một đoạn không muốn người biết quá khứ nếu không vì sao dị nhân muốn ngăn cản hắn anh linh trở về cố thổ long đại trưởng lão thổ huyết xoay tay lại một trưởng đánh ra hứa ứng lách mình tránh đi cao giọng nói tại hạ hứa ứng biệt tiên giới tân đạo đạo tổ đến đây nghinh tiếp hạo thiên đế anh linh trở về cố thổ long đại trưởng lão nghe nói như thế trong lòng nghiêm nghị tiểu tử này kéo bè kết phái là tay hảo thủ hắn thôi động thiên bảo đạo luân một bên tại tiên điện trước lại lần nữa giao phong một bên cao giọng nói tại hạ thiên tiên giới long đại hứa ứng kẻ này không theo bỉ ngạn vương hóa ngưu hại bỉ ngạn công tử còn xin bỉ ngạn đạo huynh giúp ta một chút sức lực hắn nhìn thấy vừa rồi cái kia mấy đạo vây khốn dị nhân xiềng xích liền biết đối phương từ bỉ ngạn trở về tất nhiên là bỉ ngạn cường giả chạy nạn đến đây nghe vừa rồi đã chết dị nhân mà nói vị này hạo thiên đế tại bỉ ngạn địa vị cực cao trốn đi lúc truy binh không ngừng bởi vậy cũng động kéo bè kết phái tâm tư. Đột nhiên, lại là vù vù mấy đạo xiềng xích bay ra, hướng Long Đại khóa đi. Long Đại đằng không mà lên, tránh đi xiềng xích, vừa sợ vừa giận, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Hắn dù sao đi vào địa tiên giới thời gian ngắn ngủi, đối với địa tiên giới lịch sử có nhiều không biết, mặc dù nhìn ra những người này là từ bỉ ngạn mà đến, lại không biết hạo thiên đế năm đó là đời thứ nhất nhân tộc tiên đế, đến mức kéo bè kết phái thất bại. Hứa ứng thừa cơ thôi động võ cực chứng đạo, một chỉ điểm ra, một đạo tuế nguyệt trường hà lao nhanh mà qua, xuyên thấu long đại thân thể. Long đại lập tức trở nên càng thêm già nua, quát mắng, hứa ứng, người có năng lực, liền đơn đả độc đấu. Hắn phồng lên tu vi, luyện đi hứa ứng bất hủ bát pháp mang tới đạo thương, giả yếu lúc này mới ngừng. Cứ việc ngừng, nhưng thương thế nhưng như cố như tại, nhục thân cùng nguyên thần biến chất so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Nhưng nhất làm cho hắn kinh tâm chính là hắn tu chỉ đại đạo biến chất loại này biến chất đối với đạo cảnh bát trọng tồn tại tới nói cơ hồ là không thể nghịch tuế nguyệt thần thông không thể coi thường xiềng xích kia trên dưới bay múa cực kỳ lăng lệ không rời thân thể của hắn để hắn cực kỳ bị động hứa ứng một bên thống hạ sát thủ một bên thầm khen long đại cao minh long đại trưởng lão là hắn gặp qua mạnh nhất đối thủ dù là động nguyên đều xuất hiện cũng vô pháp đem cầm xuống giờ phút này mặc dù có cái kia mấy đạo xiềng xích hỗ trợ nhất thời trong chốc lát cũng vô pháp đem hắn chém giết nhưng Long Đại hiện tại thương càng thêm thương, muốn chạy trốn, cũng khó có thể đào thoát. Suốt cục, cái kia tám cái thân ảnh cường đại dơ lên vàng óng ánh quan tài từ hổ phách trạng trong thời gian đi ra, đợi cho thân hình của bọn hắn thoát ly hổ phách trạng thời gian, vậy thời gian lập tức trở nên ảm đạm xuống, thông đạo tùy theo mà trôn vùi. Trong kim quan một sợi minh mông minh mông khí tức tiết ra ngoài, dung chuyển thái nhất động nguyên thái nhất đại đạo cũng theo đó hiển hiện, để tòa động nguyên này hào quang đạo đạo, đại đạo rên rỉ, tựa hồ cảm ứng được cố nhân tử vong vẹn vẹn một sợi khí tức hứa ứng cùng long đại tựa như bị trọng áp riêng phần mình trong lòng nghiêm nghị hứa ứng ánh mắt rơi vào tám người kia trên thân trong lòng khẽ giật mình bọn hắn là nhân tộc không phải dị nhân tám người kia thân hình muốn xa so với thường nhân cao lớn hành tàu tại giống như hổ phách trong thời gian nhìn từ xa giống như là bỉ ngạn dị nhân tu vi của bọn hắn thực sự cường đại cho người cảm giác từng cái đều là đỉnh phong trí tôn bọn hắn là diệu cảnh không phải trí tôn hứa ứng lập tức phát giác được cảnh giới tu vi của bọn hắn, diệu cảnh cùng trí tôn, một cái là cựu đạo một cái tân đạo, diệu cảnh chủ tu đạo thụ đạo hoa đạo quả, đến tôn chủ tu đạo cảnh, rất dễ dàng phán đoán. Chỉ là tám người này trên thân khắp nơi đều là mắt trần có thể thấy vết thương, đao kiếm, búa diều, trường tiên, trường ấn, các loại đạo thương, đã xâm nhập trong người bọn họ, trong nguyên thần. Ngụm kim quan kia bên trên cũng cắm đầy các loại uy lực kinh người bị ngạn pháp bảo, tản ra ngập trời khí tức, để cho người ta khó mà tiếp cận rất khó tưởng tượng tám người này dơ lên hạo thiên đế đế quan một đường đến đây trên đường tao ngộ bao nhiêu chặn giết dọc theo con đường này nhất định khắp nơi thi cốt chết tại phế vật thanh huyền trong tay hẳn là số ít trước bọn hắn một bước tới chỗ này truy binh dự định ở trong thái nhất động nguyên mai phục bọn hắn không ngờ lại bị phế vật thanh huyền mai phục hứa ứng sắc mặt cổ quái cái kia phế vật thanh huyền là cái tham ăn người liền đem những truy binh này từng cái đánh chết xem như ma thần ăn hết nếu là hắn biết mình ăn hết không phải dị vực ma thần, mà là bị ngạn dị nhân. Đoán chừng hắn cũng sẽ ăn hết, hứa ứng thầm nghĩ, đột nhiên, trong đó hai người đằng không mà lên, vận chuyển tu vi, chỉ một thoáng đạo thụ bay lên, đạo quả treo ở đầu cành, đại đạo tám hóa, đạo thụ đạo hoa đạo quả, đều là trở nên không hề tầm thường cao lớn cường tráng, đồng thời hướng long đại trưởng lão công tới. Thái nhất đại đạo, hứa ứng kinh ngạc vạn phần, hai người này thi triển chính là táng hóa bản thái nhất đại đạo, cùng hắn sở tu cầm thái nhất đại đạo khác biệt kỳ lạ hơn đặc biệt chính là thái nhất đại đạo tu thành đạo thụ đạo hoa đạo quả ở trước mặt hứa ứng hiện ra cùng một loại đại đạo khác biệt phương thức tu luyện bất quá hai người này thương thế quá nặng đạo thụ không trọn vẹn đạo hoa tàn lụi đạo quả phá toái hẳn là một đường thủ hộ hảo thiên đế thi thể cùng truy binh chém giết chịu đạo thương cho dù táng hóa bọn hắn cũng không còn trạng thái đỉnh phong nếu là một người lòng đại trưởng lão còn có thể ứng đối nhưng hai người đồng loạt ra tay ba chiêu ở giữa, Long Đại liền miệng phun máu tươi, không đến 10 chiêu, cái này Long tộc lão giả liền bị đánh rơi xuống tới. Hắn thả người còn muốn chạy, đột nhiên kim quan một đạo tiếp đạo tỏa liên bay ra, đem hắn thân thể xuyên thủng, kéo lại. Hai người kia một trái một phải, đem Long Đại trưởng lão giết chết, xuất thủ lưu loát đến cực điểm. Hai người quay người, ánh mắt rơi trên người hứa ứng, dò xét một phen. Trường 1173, Hồng Mông Tử Khí, thật là đến thiên địa đại đạo tán thành, có đạo tổ khí vận. Một người trong đó trở lại kim quan dưới, một người khác chào nói, hạo thiên đế đệ tử Di Luân, tham kiến hứa đạo tổ. Đây là bệ hạ vì ta lấy danh tự, cái gọi là kinh vĩ khu vũ, Di Luân Di Hiến. Hứa ứng gặp hắn cầm chính là vãn bối lễ tiết, vội vàng hoàn lễ, cười nói, không cần đa lễ. Mấy vị đạo hiếu, nơi đây tại ta trước đó còn có một đời chủ nhân, một ngực thủ hộ lấy mảnh này bị ngạn chi địa, tên là Thanh Huyền, miễn cho bị bỉ ngạn thần ma xâm lấn ta cũng là cơ duyên xảo hợp, tiếp nhận trở thành thái nhất động nguyên chủ nhân. Cái kia tên là Di Luân Diệu Cảnh Cường giả nói, vị này thanh huyền, hẳn là tại ta bệ hạ qua đời đằng sau, mới triệu hoán thái nhất động nguyên. Cái này thái nhất động nguyên, vốn là một cái bẫy. Hứa đạo tổ, xin thứ cho chúng ta vô lễ, chúng ta trước đem bệ hạ an táng. Di Luân dơ lên hạo thiên đế quan tài, tám người chân sinh tường vân, hướng động nguyên bên ngoài bay đi. Hứa ứng bắt lấy xiềng xích, đuổi về phía trước, chỉ gặp tám người kia tốc độ càng lúc càng nhanh bay ra thái nhất động uyên hướng về địa tiên giới mà đi hứa ứng một đường đi theo chỉ gặp tám người kia mang theo đế quan du lịch sơn hà tựa hồ là để trong quan tài người gặp một lần chính mình đã từng bảo vệ mảnh cố thổ này cuối cùng bọn hắn đi vào tổ đình tiến vào tử vi tổ đình nam tử ngôn nhìn thấy tám người này cùng kim quan khiếp sợ không tên lại nhìn thấy hứa ứng chạy đến vội vàng đi vào trước mặt chào nói hứa đạo tổ đây là có chuyện gì hứa ứng nói rõ sự thật hảo thiên đế băng hà hắn tám vị đệ tử hộ tống đại đế linh cứu từ bỉ ngạn trở về trở lại cố thổ an táng nam tử ngôn thất thanh nói hảo thiên đế hắn không phải đã sớm chết sao càn sơn bên trong còn có hắn đế lăng hứa ứng hỏi hậu chủ đoạn thời gian trước đến đây tỉnh lại lịch đại tiên đế anh linh muốn bọn hắn cùng nhau đi thiên tiên giới trợ chiến trong đó có hảo thiên đế sao nam tử ngôn lắc đầu khi đó bị tỉnh lại chỉ có thái hạo thiếu hạo hạo anh Hảo hồng bốn vị đại đế thi thể, cũng không có hạo thiên đế. Thế nhưng là, vì sao là từ bỉ ngạn trở về? Nam tử ngôn vẫn còn có chút khó có thể tin, hứa ứng đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tám vị kia cường giả dơ lên hạo thiên đế kim quan, đi vào sớm đã chế tạo tốt lăng mộ, trong lăng mộ lập tức hào quang vạn đạo, quanh quẩn bầu trời, thật lâu không dứt cỗ khí tức này thần thánh mà mờ mịt, cùng đạo cùng tồn tại, cùng đạo cùng tồn tại, đại đạo đẳng thân. cỗ khí tức này, nam tử ngôn sắc mặt kịch biến hứa ứng sắc mặt đồng dạng ngưng trọng nói khẽ bất hủ cảnh từ trong đế lăng tiết lộ ra ngoài khí tức liền xem như thánh tôn cũng xa xa không kịp tuyệt đối là bất hủ cảnh tồn tại tách ra khí tức hạo thiên đế khi còn sống cũng đã đặt chân bất hủ cảnh bất hủ cảnh tồn tại làm sao lại tử vong nam tử ngôn lẩm bẩm nói hứa ứng lắc đầu hướng cản sơn hạo thiên đế lăng đi đến nam tử ngôn đuổi theo hắn hai người tới đế lăng bên ngoài Di Luân bọn người đang chuẩn bị phong ấn Đế Lăng, đem chính mình tám người cũng phủ bụi tại trong Đế Lăng. Di Luân đưa tay ngăn lại hai người, nói: "Hứa đạo tổ, chúng ta tám người đoạn đường này chém giết, sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ là dựa vào một lời chấp niệm đi đến hiện tại, bây giờ đã dầu hết đèn tắt." Thủ hộ bệ Hạ Lăng Tẩm cũng là một loại kết cục. Hai vị mời về, Hứa Ứng cũng nhìn ra bọn hắn tám người tình huống có chút không đúng, nói: "Chúng ta chỉ là đi chiêm ngưỡng bệ hạ." Còn có vừa mới đạo hữu nói thái nhất động nguyên là cái bẫy dập, lại là ý gì? Di Luân trần chờ một chút, dẫn dắt hai người tiến vào đế lăng, nói, năm đó bệ hạ sớm có rời đi địa tiên giới, tiến về hư không tìm kiếm bỉ ngạn chi ý, thái hạo đế hữu tâm đế vị, liền nhường ngôi cho hắn, xuất lĩnh chúng ta đệ tử tám người, từ nơi này viễn phó bỉ ngạn. Hứa ứng ngạc nhiên, chẳng lẽ sử thượng thật tồn tại chân chính nhường ngôi? Nam tử ngôn cũng là kinh ngạc vạn phần, cái này cùng tử vi hậu chủ nói cho hắn biết sự tình khác biệt. Từ vi hậu chủ trong miệng, mỗi một lần thay đổi triều đại đều tràn đầy đủ loại âm mưu cùng sát phạt. Di Luân tiếp tục nói, bệ hạ đối với Thúy Nham trong lòng còn có lo nghĩ, phía trên ghi lại đạo pháp thực sự quá cao thâm, Viễn Siêu bây giờ nhưng lại nói không tỉ mỉ, để hắn động lòng nghi ngờ. Hắn đã từng gặp được một vị dị nhân, đến vị dị nhân kia chỉ điểm mới có thành tựu. Tại vị dị nhân kia trong miệng, trên đời này tồn tại bỉ ngạn, Thái Nhất Động Uyên liền tới từ bỉ ngạn. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhân gian giới lục dị nhân lúc trước lục dị nhân từng nói qua hắn tại địa tiên giới thúy nham trước lĩnh hội lúc còn có một cái tên là hạo thiếu niên cũng ở bên cạnh di si luân nói vị dị nhân kia nói cho hắn biết bỉ ngạn là một mảnh không tồn tại phân tranh tịnh thổ không gì sánh được mỹ hảo nhưng là bệ hạ tại tu hành thời điểm lại phát giác được đến từ bỉ ngạn tịnh thổ pháp môn khả năng còn có rất lớn lỗ thủng bọn hắn đi vào đế lăng tầm cung hạo thiên đế một tên đệ tử khác di di thủ hộ ở chỗ này trên người hắn các loại đạo thương bộc phát, máu me khắp người. Di di tự thân tại hóa đá, phong ấn bản thân, thanh âm ầm ầm chấn động, nói: "Bệ hạ từng đối với chúng ta nói qua, Triệu Hoán mà đến Động Uyên, tràn ngập Thái Nhất Đại Đạo, trong Động Uyên Thái Nhất Đại Đạo từ đâu mà đến? Trong Động Uyên tiên linh chi khí lại là từ đâu mà đến? Động Uyên thông hướng chỗ nào? Những này bí ẩn không hiểu, hắn từ đầu đến cuối khó có thể bình an, cảm thấy Thái Nhất khai ngộ chính là cái tai họa ngầm." Nói đến đây, thân thể của hắn hóa thành tượng đá không nhúc nhích khác một bên di hiến cũng tại bản thân hóa đá nói muốn tìm kiếm chân tướng liền cần tiến về bỉ ngạn thế là hắn nói cho thái hạo đế tại hắn đạt được chân tướng trước đó phải tất yếu cấm chế tất cả mọi người tu luyện thái nhất khai ngộ hứa ứng ngạc nhiên thái hạo đế cấm chỉ thái nhất khai ngộ lưu truyền vì thế mang tiếng xấu không nghĩ tới còn có duyên cớ này thái nhất khai ngộ là hạo thiên đế khai sáng giải mã thúy nham thạch khắc pháp môn tạo phúc không biết bao nhiêu người chính hắn lại nói thái nhất khai ngộ là cái tai họa ngầm đây cũng là rất lớn lòng giả bất quá động uyên tiên linh chi khí từ đâu mà đến đích thật là một vấn đề khi đó mọi người chỉ biết là lĩnh hội thái nhất khai ngộ liền có thể triệu hoán đến động uyên trong động uyên tràn ngập tiên linh chi khí cùng đại đạo nhưng những năng lượng này đến từ nơi nào cũng rất ít có người đi thăm dò hạo thiên đế cái thứ nhất phát hiện vấn đề này đồng thời phó chư vu hành động di di cùng di hiến đã hóa thành tượng đá không nhúc nhích bọn hắn còn có lưu cuối cùng một hơi nếu là ngoại địch xâm lấn bọn hắn liền sẽ tỉnh lại cùng người xâm nhập quyết chiến di luân dẫn lĩnh bọn hắn đi vào đế lăng tẩm cung đi vào hạo thiên đế đế quan trước nói khi đó nhân tộc đạt được đế vị cao thủ xuất hiện lớp lớp yêu tộc đã vô lực phản công thế là bệ hạ vứt bỏ đế vị xuất lĩnh chúng ta hành tẩu vài vạn năm mới xuyên qua thời gian tiến về bỉ ngạn đến nơi đó mới phát hiện bỉ ngạn đích thật là một vùng tịnh thổ an lành khắp nơi đều là cao nhân bọn hắn đại đạo cơ cấu càng cao minh hơn, viễn siêu đạo văn. Di vũ thanh âm truyền đến, hắn giống như là một tôn tượng đá, đứng ở đế quan phía trước một bên, nhưng tất cả những thứ này đều là biểu tượng. Bệ hạ dẫn đầu chúng ta tại bỉ ngạn cầu học, đợi có thành tựu về sau, mới phát hiện dấu ở bỉ ngạn dưới tịnh thổ vô số thi cốt. Bọn hắn tất cả lan rộng ra ngoài thúy nham, đều là bẫy dập. Tất cả đạt được thúy nham văn minh, đều sẽ bị thu hoạch. Mỗi một tòa được triệu hoán tới động nguyên phía sau, đều là một tôn cường đại bất hủ giả, chờ đợi thu hoạch. Thế là bệ hạ quyết định đánh gãy hết thảy tiến về tam giới thông đạo. Thái thượng động nguyên là cái thứ nhất, hắn phải đối mặt cái kia bất hủ giả cường đại dị thường, nhưng bệ hạ hay là để lại cho hắn khó mà chữa trị đạo thương. Cái này đạo thương, đến nay hẳn là còn treo trên thái thượng động nguyên. chương 1174, xin mời quân chịu chết. Hứa ứng tâm thần khuấy động, thái thượng động nguyên vết nước kia, hắn đương nhiên sẽ không quên, hắn lần thứ nhất tiến vào thái thượng động uyên lúc nơi đó đã tráng quan lại quỷ dị từng tôn hóa đạo tiên nhân nhục thân nguyên thần đều là tại hóa thành thái thượng đạo bổ khuyết thái thượng động uyên vết sách trừ cái đó ra còn có quy mô kinh người đạo thụ rừng rậm đạo thụ rừng rậm là thời đại cổ lão tiên nhân bởi vì không có động uyên tu luyện không thể không tu luyện nguy hiểm nhất thái thượng đạo dẫn đến tự thân hóa đạo nhục thân nguyên thần đều bị hóa đi chỉ còn lại có đạo thụ chết ở trong thái thượng động uyên tiên nhân số lượng nhiều khiến cho người ra đầu run lên lần kia hứa ứng tìm được ngồi tại vết sách lớn trước phong ấn bản thân ngộ không đạo nhân đem hắn cứu ra mới có về sau một loạt sự kiện không nghĩ tới tòa này thái thượng động uyên vết sách vậy mà cùng hảo thiên đế vị này truyền kỳ đại đế có quan hệ chẳng lẽ là thái thượng động uyên chủ nhân vị kia bất hủ cảnh chữa thương dẫn đến nhiều tiên nhân như vậy hóa đạo hứa ứng đột nhiên nghĩ đến hắn cùng thanh bích lần kia tiến vào thái thượng động uyên nhìn thấy nhiều như vậy tiên nhân hóa đạo tưởng rằng Thái thượng đạo muốn bản thân tu bổ tòa động nguyên này. Nhưng là hiện tại xem ra, nhưng thật ra là động nguyên chi chủ đang dùng những tiên nhân này tính mệnh chữa thương. Di Vũ dần dần hóa đá, đem sau đó phát sinh sự tình nói cho hứa ứng. Hạo Thiên Đế cầu học trong lúc đó, tại Bỉ Ngạn đã có không nhỏ thanh danh, khi đó hắn là Bỉ Ngạn trói mắt nhất tân tú, có hy vọng nhất đột phá bất hủ tồn tại. Nhưng khi hắn phát hiện Bỉ Ngạn chân tướng không hề giống hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy đằng sau, hắn quyết định gãy mất hết thảy khả năng nhằm vào tam giới thu hoạch, lại trở về về tam giới. Cái gọi là gãy mất, phương pháp đơn giản nhất, chính là diệt trừ động nguyên chi chủ. Nhưng là động nguyên chi chủ thực sự quá cường đại, đó là từng tôn bất hủ cảnh tồn tại, gọi bất hủ giả, hùng đứng ở bỉ ngạn tịnh thổ phía trên, có lớn lao uy nghiêm, không lường được biết thực lực. Thái thượng động nguyên chủ nhân là thứ nhất, trận chiến này là hạo thiên đế danh chấn bỉ ngạn một trận chiến. Hắn nguyên bản là một cái từ dị vực tới cầu học giả, Mặc dù đến từ thế giới cấp thấp, huyết thống cũng rất cấp thấp, nhưng bởi vì thông minh hiếu học, bị rất nhiều Bỉ Ngạn Cường giả thưởng thức, mời hắn tham gia thịnh hội, đem hắn coi là đồng tộc. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không phụ sự mong đợi của mọi người, học được rất nhanh, Bỉ Ngạn các loại táng hóa pháp môn, các loại đại đạo đều được tâm ứng tay. Hắn trở nên so dị nhân còn giống dị nhân, đối với hắn cùng Thái Thượng Động Nguyên chủ nhân một trận chiến, Bỉ Ngạn Cường giả nguyên bản đều là cầm thái độ quan sát vui thấy một vị mới xuất hiện tân tú khiêu chiến cường giả thế hệ trước. Hạo Thiên Đế đem Thái Thượng Động Nguyên chủ nhân trọng thương. Đoạn nó Thái Thượng Đạo, mặc dù thương thế nặng một chút, nhưng ở trong chiến đấu cũng là phổ biến. Về sau, Hạo Thiên Đế xuất thủ liền chứng trạc rất nhiều. Tuần tự khiêu chiến thượng thanh, Thái Anh, tạo hóa, lưỡng nghi, âm dương, tứ tượng các loại động nguyên chi chủ chiến tích kinh người. Những tồn tại này không có bị thương nghiêm trọng, nhưng động nguyên lại bị đoạn đi cùng tam giới kết nối thông đạo. Tuyệt bọn hắn thu hoạch tam giới khả năng. Hạo Thiên Đế khiêu chiến người cuối cùng, chính là hắn thuộc nghiệp ân sư, Thái nhất động nguyên chi chủ. Vị này bất hủ giả khám phá mục đích của hắn, nói ta cho là ngươi đã quy thuận, không nghĩ tới ngươi không có. Chúng ta không kỳ thị ngươi là thế giới cấp thấp người cấp thấp, truyền cho ngươi lấy văn minh, đồng ý với ngươi mặc xiêm y của chúng ta, đi lấy chúng ta lễ tiết, nói chúng ta, ăn lương thực của chúng ta, dùng đến pháp bảo của chúng ta. Ta vốn cho rằng ngươi có thể cùng chúng ta một dạng không nghĩ tới người tự cam thấp hèn. Trận chiến này là hạo thiên đế cực khổ nhất một trận chiến, hai người đều là vô cùng cường đại bất hủ giả, tu luyện đều là thái nhất. Hai người giao thủ, hung hiểm không gì sánh được, nhưng hạo thiên đế hay là tại thời khắc sống còn chiến thắng, đem ân sư trọng thương, đoạt được thái nhất động nguyên thông đạo. Hắn trong trận chiến này bị thương không nhẹ, còn chưa tới kịp chữa thương, liền có tin tức chuyển đến, hạo thiên đế muốn trở về tam giới. Tin tức này truyền ra, không thể coi thường. Bỉ Ngạn Cường giả có thể cho hắn học tập Bỉ Ngạn Đạo pháp, có thể cho hắn địa vị cực cao, có thể cho hắn đánh bại bản tộc cao thủ, nhưng học thành đằng sau trở về tam giới, tuyệt không có khả năng. Ngăn cản Hạo Thiên Đế trở về chiến đấu, như vậy bộc phát. Chết tại trong hồ phách thời quang vị dị nhân kia nói có mấy triệu tộc nhân chết tại Hạo Thiên Đế chi thủ, nhưng là tham dự trận kia vây công dị nhân cũng tuyệt đối không chỉ mấy triệu. Mục đích của bọn hắn không chỉ là ngăn cản Hạo Thiên Đế mang theo Bỉ Ngạn chân truyền trở về tam giới. Đồng dạng cũng nghĩ thừa cơ tìm được tam giới vị trí chính xác. Hạo Thiên Đế mang theo chính mình tám vị đệ tử, ngăn chặn cuối cùng này thông đạo, cùng địch nhân chém giết. Trận chiến này cực kỳ huyết tinh, Bỉ Ngạn bất hủ cảnh xuất chiến, tại thương bốn vẫn hai tình huống dưới, Hạo Thiên Đế rốt cục dầu hết đèn tắt. Còn lại mấy vị bất hủ giả gặp hắn đã chết, không có khả năng mang nữa Bỉ Ngạn tuyệt học trở về tam giới, lại như là cảm giác được cái gì, trong lúc bất chợt thối lui. Di Luân tám người dùng những cái kia gãy mất thần binh lợi khí chế tạo một ngụm kim quan, đem Hạo Thiên Đế thi thể đặt ở trong kim quan, hộ tống hắn linh cứu trở về tổ đình. Hạo Thiên Đế đến chết cũng không có thể đem bỉ ngạn chân truyền mang về Tam Giới. Di Luân huyết nhục hóa đá, nói chỉ là, hay là có không ít dị nhân muốn tìm đến Tam Giới chiếm lấy nơi này. Chúng ta tám người một đường huyết chiến, đi 600 trăm năm, rốt cục trở lại cố thổ, hứa ứng ngơ ngác sáu trăm năm trước, khi đó chính vào thúy nham bay trở về tổ đình dung chuyển thời điểm. Những bất hủ giả kia rời đi nguyên nhân, có thể là lục dị nhân tế lên khối kia thúy nham, bay trở về bỉ ngạn. Lục dị nhân chính là vào lúc này tế lên thúy nham, dẫn đến thái thanh, ngọc thanh, ngọc hư, hư hoàng, thái ất các loại đạo tổ bay hướng bỉ ngạn. Những này đạo tổ, đến chậm một bước, hứa ứng trong lòng có chút tiếc hận, nếu là thúy nham đến sớm một bước, vây công hạo thiên đế bất hủ giả có lẽ liền không có nhiều như vậy, hắn có lẽ cũng sẽ bởi vậy đạt được một chút hy vọng sống ý nghĩ này chỉ là xuất hiện như vậy một cái trước mắt liền bị hắn bác bỏ bỉ ngạn bất hủ giả tuyệt không có khả năng bỏ mặc hạo thiên đế đem bỉ ngạn chân truyền mang đi ra ngoài vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn chết tại bỉ ngạn tuyệt không có khả năng lưu lại bất luận cái gì sinh cơ di luân nhìn xem hứa ứng hứa đạo tổ bệ hạ trước khi lâm trung nói học bọn hắn vĩnh viễn siêu việt không được bọn hắn muốn siêu việt nhất định phải có đồ vật của mình nhất định phải có đồ vật của mình hứa ứng khẽ giật mình cái gì gọi là đồ vật của mình. Đạo văn, phù văn, hay là đại đạo, có thể là công pháp, hay là hệ thống tu hành. Di si Luân nói, hứa đạo tổ, người nếu biết được táng hóa, biết được bỉ ngạn đại đạo, như vậy thì học tập nó, siêu việt nó. Hai vị, mau mau rời đi, chúng ta muốn phong ấn đế lăng. Hứa ứng cùng nam tử ngôn hướng chiếc kia cắm đầy các loại bỉ ngạn thần binh kim quan bái một cái, quay người rời đi, đợi cho bọn hắn đi ra đế lăng chỉ gặp đế lăng chỗ sâu đột nhiên có trói lọi không gì sánh được hào quang đan vào lẫn nhau, tung bay, hình thành từng đạo phong cấm, đem đế lăng phủ bụi. Một màn này, sán lạn mà yêu thương, để hứa ứng cùng nam tử ngôn ngừng chân thật lâu, lúc này mới xuống núi. Tử vi tiên đình, là hạo thiên đế thành lập tiên đình, cũng chính là nơi đây. Ở chỗ này, hắn xác lập nhân tộc Phục Hưng, cuối cùng để nhân tộc đứng ngạo nghệ chư thiên, siêu việt yêu tộc. Hắn cuối cùng cũng là mai táng ở chỗ này hứa ứng thu hồi trong lòng phiền muộn, nói, hạo thiên đế tiến đến thăm dò bỉ ngạn, đoạn đi hết thảy thông hướng bỉ ngạn con đường, lại thêm tân đạo, liền không người lại tu hành thúy nham bên trên triệu hoán động nguyên pháp môn. Bỉ ngạn tồn tại trực tiếp giáng lâm con đường, liền chỉ còn lại có thiên tiên giới. Bỉ ngạn muốn trực tiếp thu hoạch địa tiên giới, đã không có khả năng. Nhưng còn có thiên tiên giới con đường tắt này, bọn hắn chỉ cần thông qua thiên tiên giới giáng lâm, liền vẫn như cũ có thể thu hoạch hứa ứng ngẩng đầu nhìn về phía thiên tiên giới, thiên tiên giới còn tại tu luyện triệu hoán động nguyên pháp môn, đồng thời cho là mình muốn so địa tiên giới càng cao hơn người nhất đẳng. chương 1175, Nam Tử Ngôn nghĩ lại là một chuyện khác, nói vẻn vẹn mở ra hệ thống tu luyện, không còn trích dẫn bỉ ngạn phương pháp tu hành, là hạo thiên đế hy vọng sao. Ta cảm thấy không phải, nhưng mở hệ thống tu luyện, đã để ngươi trở thành hứa đạo tổ, mặt khác, đạo văn phù văn tiến hóa, đại đạo thôi diễn, công pháp tiến bộ, hắn không khỏi lắc đầu yêu cầu này quá cao trên đường này phải đối mặt khó khăn khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi cho dù là hắn cũng cảm thấy căn bản là không có cách hoàn thành hứa ứng mở hệ thống tu luyện mới trở thành hứa đạo tổ mà trở thành hứa đạo tổ trước đó hắn đã đã trải qua bốn năm gặp trắc trở dù vậy hắn tại cùng tiên đế trong tranh đấu còn cần hai lần liều mạng tranh đấu mới hiểm hiểm chiến thắng muốn triệt để thắng qua bỉ ngạn nói nghe thì dễ hứa ứng cười nói sự do người làm nếu như không làm vĩnh viễn cũng vô pháp thủ thắng nam tử ngôn yên lặng gật đầu hứa ứng lấy ra diệu cảnh trí bảo tử vi đãng ma đỉnh nói gần đây ta phải đi một chuyến thiên tiên giới dưới đi gặp tôn sư tử vi hậu chủ đem bảo vật này trả lại hắn đãng ma đỉnh bên trong tử khí mờ mịt đó là tử vi hậu chủ khi còn sống pháp lực nam tử ngôn lấy làm kinh hãi người muốn đi thiên tiên giới bên dưới chẳng lẽ người cũng muốn tham chiến hứa ứng lắc đầu nói ta muốn đi một chuyến thiên tiên giới. Nam tử ngôn giật nảy mình, hứa ứng cười nói ta đột phá trí tôn cảnh sắp đến, luôn luôn khiếm khuyết chút áp lực, mặc dù long tộc trưởng lão long đại đem ta đánh cho gần chết, nhưng từ đầu đến cuối không có sinh tử áp lực đột phá gông cùng xiềng xích cảm giác. Ta muốn đi một chuyến thiên tiên giới, mở mang kiến thức một chút nơi đó cao thủ chân chính. Hắn nói đến phong khinh vân đạp, nhưng nam tử ngôn nhưng biết rõ nơi này nguy hiểm, tiến vào thiên tiên giới, liền xem như tổ thần, viễn tổ loại tồn tại này cũng có thể sống sống đánh chết. Nam tử ngôn nhịn không được nói, hứa đạo tổ, người muốn áp lực, sao không đi tìm thánh tôn. Ta nghe nói thánh tôn đã hai chứng trí tôn cảnh, tu vi thực lực của hắn, nhất định không thể coi thường, ngay tại bốn chỗ hàng phục thập nhị diệu bên trong người. Hứa ứng sắc mặt tối đen, lắc đầu, nói thánh tôn đối mặt ta, chắc chắn sẽ không hạ độc thủ. Nhưng đánh ta một trầu là khẳng định, nghĩ đến chính mình lần trước đem thánh tôn đánh cho thảm như vậy, hứa ứng liền lòng còn sợ hãi thánh tôn khẳng định sẽ ngang nhau trả thù lại thậm chí nói không chừng sẽ ác hơn hứa ứng vỗ vỗ nam tử ngôn đầu vai nói cố gắng tu hành tương lai nói không chừng ngươi cũng cần đi thiên tiên giới nam tử ngôn sắc mặt ngưng trọng nói còn sống trở về ngươi nếu là chết tại thiên tiên giới ta nam đế sẽ xuất lĩnh địa tiên giới quần hùng thành đạo tổ báo thù hứa ứng cười ha ha phất tay rời đi bị ngạn một mực tại tìm kiếm tam giới hạ lạc hư hoàng đại đạo quân Phật tổ hai người bọn họ lần ngăn ta phi thăng bỉ ngạn, chính là miễn cho bị người khác phát hiện ta đến từ tam giới. Hứa ứng tâm thần giống như là muốn bay đến bỉ ngạn, trong lòng yên lặng nói, nơi đó là bỉ ngạn, cũng là địa ngục. Nhưng hư hoàng đại đạo quân bọn người đi nơi nào, là tam giới tranh thủ sinh cơ. Tương lai, ta cũng muốn tiến về nơi đó. Thiên nguyên giới, bác Sơn lão tổ phế bỏ một thân tu vi, đang tu luyện, hắn đã tu luyện tới đạo cảnh cảnh giới, lại bị cảnh giới này vây khốn, chậm chạp khó mà đột phá đột nhiên một thanh âm truyền đến bác sơn bác sơn lão tổ thân thể run rẩy một chút theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mình thiết trí trận pháp bên ngoài một cái thanh niên mặc áo xanh chậm rãi đi tới nguyên dục ngươi là tới giết ta bác sơn lão tổ cười ha ha tóc trắng bay múa cất cao giọng nói ta sẽ không khoanh tay chịu chết cho dù chết ta cũng muốn gặm được ngươi một miếng thịt thánh tôn lắc đầu nói không phải ta cần ngươi bác sơn lão tổ giật mình hồ nghi nói ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa, Thánh Tôn nói, ta cần một vị có thể nắm giữ tinh không đạo hiếu, phất tay, vạn tinh bắn ra, nhật nguyệt đều hiện. Hắn có thể điều động ước vạn tinh thần vô lượng tinh lực, có được siêu quần pháp lực, giúp ta cùng thiên tiên giới cường giả chinh chiến. Năm đó, trinh phạt tử vi tiên đình lúc, ta có một vị dạng này đạo hiếu. Hôm nay, ta lại cần một vị dạng này đạo hiếu. Bác Sơn lão tổ mắt xạ tinh quang, nói, người muốn đi thiên tiên giới, cái kia hai đạo màu xanh biết quang mang nơi ở thánh tôn chậm rãi gật đầu bác sơn lão tổ trầm tĩnh lại cười nói ta theo ngươi đi thánh tôn lộ ra dáng tươi cười bác sơn lão tổ tán đi yểm hộ chính mình tu hành trận thế dự định thu thập một chút gia sản đột nhiên cười nói thu thập cái gì lần này đi chưa hẳn có thể còn sống trở về hắn đi vào thánh tôn bên người lúc này mới nhìn đến thánh tôn sau lưng khô dương đạo quân đan huyền tử nguyên anh đạo chủ đông thạch tiên sinh la tiêu hỏa linh bọn người tại thập nhị diệu còn sót lại mấy người, vậy mà đều tề tụ ở đây. Đấu cả một đời, vẫn không thể nào đấu thắng Thánh Tôn. Bác Sơn cảm khái nói, về sau không còn đấu. Đan huyền tử, đông thạch, hai người các ngươi hỗn trướng làm sao cũng tới. Các ngươi hẳn là lẫn mất xa xa mới đúng. Đông thạch tiên sinh thản nhiên nói, bác Sơn, người có thể đi ra, chúng ta vì sao liền không thể đi ra. Tiên sinh ta khởi nghĩa thời điểm, còn không có đến phiên ngươi. Đan huyền tử cười nói, năm đó chúng ta có thể lên chiến trường, vì sao hôm nay liền không thể lên chiến trường. Hẳn là mất phương hướng đạo tâm, bác Sơn lão tổ hứ một ngụm, cả giận nói, người mới bị mất phương hướng đạo tâm. Năm đó chiến thắng đằng sau, ta liền bị thánh tôn chân áp, còn chưa kịp mê thất đạo tâm. Hỏa linh tiên tử cười lạnh nói, không có mê thất đạo tâm, như vậy thanh huyền là thế nào chết. Nàng lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Cái đề tài này, bọn hắn vĩnh viễn không muốn nhắc lên. Thánh tôn ho khan một cái, nói chúng ta đi thiên đạo tổ đình. Đám người đang muốn khởi hành, lúc này một tiếng nói thô lỗ điểm nhiên nói, nguyên dục, người tìm được bọn hắn liền muốn đi thiên đạo tổ đình. Thập nhị diệu, người tìm đủ sao? Thánh tôn lộ ra dáng tươi cười, xoay người lại, cười nói, quân đạo huynh, ta nếu là đi tìm ngươi, ngươi sẽ ra ngoài sao? Quân vô đạo nhanh chân đi đến, thân thể khôi ngô, tóc bạc trắng, rất là tán loạn, che khuất chính mình nửa gương mặt, sâu kín ánh mắt từ tóc bạc bên dưới bắn ra, cười lạnh nói, đương nhiên sẽ không ra tới. Ngươi muốn hại ta, bất quá, ngươi tìm được bọn hắn, lại không tìm đến ta, để lão tử không khỏi hoài nghi, ngươi có phải hay không xem thường ta?" Thánh Tôn khom người nói, "Nguyên Dục, muốn mời quân đạo huynh rời núi. 600 000 năm trước, đạo huynh ngăn cơn sóng dữ, tại Tử Vi Tiên Đình một trận chiến, đối đầu Hạo Thương Đế, mới có trận chiến kia thắng lợi. Hôm nay, cầu xin đạo huynh lại giúp chúng ta một chút sức lực." Quân vô đạo đẩy ra chính mình che chắn khuôn mặt tóc bạc, theo dõi hắn, nghiêm túc mặt mo chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, đột nhiên cười ha ha nói thánh tôn cầu ta. Các ngươi có nghe hay không, thánh tôn hắn mở miệng cầu ta, những người khác câm như hến, sợ hắn như sợ mãnh hổ, không dám nhiều lời. Quân vô đạo cất tiếng cười to, rất vui, tiếng cười rơi xuống, sảng khoái nói, liền sông ngươi cúi đầu này, ta theo ngươi chịu chết. Chương 1176 Thái Cổ Đệ Cửu Cảnh Thánh tôn một đoàn người hướng về thiên đạo tổ đình mà đi, sắp tới thiên đạo tổ đình lúc, xa xa chỉ gặp một cái cao lớn thân ảnh gầy gò sừng sững ở ngoài tổ đình, lưng đeo một thanh trường kiếm. Đỉnh đầu của người nọ một mảnh thanh quang, trong thanh quang có động uyên đang xoay tròn, động nguyên quang mang sán lạn như tinh hà lưu truyền. Lã đạo tôn, đám người riêng phần mình kinh ngạc, quân vô đạo hừ một tiếng, thầm nói, không biết giết chết tiểu tử này, phải chăng có thể đem đạo cảnh của hắn, cấy ghép trên người của ta. Kể từ đó, ta liền có thể đã là diệu cảnh, lại là trí tôn. Đám người dùng mình, vội vàng cách hắn xa một chút. Thánh tôn đi đến trước mặt, lã đạo tôn chào, nói, đa tả thánh tôn cho ta 600. Không 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 năm thanh tịnh, bất quá thập nhị diệu còn sống đều đã hoàn toàn trình diện, lục tôn chú ngở rốc nếu là không đến, chẳng phải là bị người so không bằng. Thánh tôn hoàn lễ, nói, 600, không năm trước, người ta từng có một trận đánh cược, người thua một chiêu, cả đời không có khả năng lại bước ra Vọng Hương Đài nửa bước. Lã đạo Tôn Tiên khí phiêu nhiên, mỉm cười, năm đó cũng từng có ước định, khi nào ta có thể đón lấy ngươi một chiêu, khi nào ta đi ra Vọng Hương Đài. Cho nên hôm nay, ta chạy ra." Thánh Tôn nói, "Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi có năng lực đón lấy ta một chiêu." Lã đạo Tôn hét dài một tiếng, trong hộp kiếm trường kiếm bay ra, đầy trời kiếm quang như ngân hà sáng chói, gào thét hướng Thánh Tôn phóng đi. Thánh Tôn cười lạnh nói, "Chủ nghĩa hình thức không bằng rượu la." hắn còn chưa nói xong, lã đạo tôn dẫm chân xuống, không gian xoay tròn, trong khoảnh khắc thánh tôn phảng phất đặt mình vào ở trong vọng hương đài, cái kia tinh hà giống như đánh tới kiếm quang, lại có vọng hương đài như vậy thời gian xuyên thẳng qua số mệnh vận vị, từ trong thời gian mặc đến, để thánh tôn không chỗ có thể trốn. Thánh tôn hừ một tiếng, vạn đạo bay múa, đối cứng kiếm quang. Hắn phát giác được phía sau cũng có kiếm ý đánh tới, đột nhiên quay đầu, không nhìn thấy kiếm quang, nhìn thấy chính là mình tuổi thơ, cố hương của mình suy lã đạo tôn tiên kiếm đánh tới đâm trúng ngực của hắn thánh tôn cúi đầu nhìn lại chính mình hai ngón chính kẹp lấy một kiếm này dẫn đến kiếm này không có đâm xuống một chiêu này gọi là gì hắn thấp giọng hỏi lã đạo tôn nói hồi thủ vọng hương đài thánh tôn nhẹ nhàng gật đầu đi thẳng về phía trước nói ngươi vượt qua kiểm tra lã đạo tôn đuổi theo hắn lộ ra dáng tươi cười đa tạ thánh tôn thành toàn thánh tôn không nói gì lần này hắn cũng không xuất thủ công kích lã đạo tôn chỉ là đón lấy lã đạo tôn một chiêu. Nếu như hắn xuất thủ, lã đạo tôn cho dù đạo pháp tinh diệu nữa, chỉ sợ vẫn là không cách nào đón lấy công kích của hắn. Hắn đã so tự chém tu vi trước đó, còn cường đại hơn mấy phần. Tân đạo chí tôn cảnh, so lúc trước trí tôn cảnh cao hơn nửa cái hoặc một cảnh giới. Lã đạo tôn không có tự chém tu vi trùng tu tân đạo, cùng hắn tranh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại kéo đến lớn hơn. Đám người tiến vào thiên đạo tổ đình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc lâu thuyền đã đơn giản quy mô, Ngư Huyền cơ cùng một cái dung mạo động lòng người thiếu nữ ngay tại vây quanh lâu thuyền bay múa, lấy các loại rèn luyện pháp môn, rèn luyện lâu thuyền. Hai người kỹ nghiệp kinh người, thấy thánh tôn bọn người hoa mắt. Khô Dương đạo quân nói, ngư cơ nếu là đầu khai khiếu điểm, liền có thể đem rèn đúc pháp môn thêm chút diễn hóa, xem như công kích thần thông, thử hỏi trong thiên hạ ai có thể chịu được hắn một quyền. Hắn lời vừa nói ra, những người khác liền liên tục khoát tay, Đan Huyền tử mặt mày hớn hở. Nói, không thể nói, không thể nói. Ngươi nói ra đi, hắn ngộ ra chiến đấu pháp môn, ai cho chúng ta luyện chế pháp bảo. Khô Dương đạo quân tỉnh ngộ, lập tức im ngay không đề cập tới việc này. Đám người đi đến trước mặt, đột nhiên nhìn thấy một người, là cái lại đầu tên điên, gặp ai cũng kêu một tiếng a, à, ta thua rồi. Thánh Tôn sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, Diệu La đã điên rồi, liền để hắn an an ổn ổn qua hết nửa đời sau. Ai đem hắn bắt đến nơi đây tới? Hắn vừa dứt lời, liền gặp phế vật thanh huyền từ thuyền sau đi ra cười nói chỉ là điên rồi mà thôi cũng không phải không thể cứu thánh tôn nhìn thấy hắn khí thế trì trệ những người khác lại đằng đằng sát khí riêng phần mình tiến lên trước một bước phế vật thanh huyền cười nói ta tên phế vật này cùng tên điên này chẳng lẽ liền không thể lên thuyền thánh tôn phun ra một ngụm chọc khí trầm giọng nói chúng ta đi về sau ngươi làm tiên đế đây là chúng ta thiếu ngươi phế vật thanh huyền cười nói tiên đế ai mà thèm chỉ có các người bọn này đồ đần mới xem như bảo, giết tới giết lui, giết đỏ cả mắt. Hỏa linh tiên tử tiến lên trước một bước, quát đương nhiên nếu không có người muốn đối với chúng ta động thủ, chúng ta có thể động thủ trước giết ngươi. Có mới nới cũ, ngươi nhất định là muốn thu nạp trong tay chúng ta động uyên, xử lý chúng ta. Phế vật thanh huyền cười lạnh nói, năm đó ta hẳn là trước tiên đem ngươi đặt vào hậu cung, lại đem Quỳnh Đài Phong làm đế hậu, tái giá nguyên anh. Tàn giã các người đám khốn kiếp này, sau đó lại đem các ngươi từng cái từng cái xử lý. Nguyên Anh đạo chủ tâm hoa nộ phóng xì hắn một ngụm, cười nói chết không đứng đắn. Những người khác thấy thế, trong lòng sợ hãi, may mắn Thanh Huyền đem hắn tạp niệm chém đi ra, nếu không chỉ sợ thật muốn bị hắn đắc thủ. Đám người đằng đằng sát khí, riêng phần mình ánh mắt bất thiện. Đúng lúc này, Tế Giác cùng vi tự hai vị một đời mới trí tôn cất bước đi tới, Tế Giác hai tay vừa người, nói, chư vị đạo huynh, tiểu tăng cũng chứng được trí tôn, lần này. Ra ngoài, Quân vô đạo sắc mặt trầm xuống, tế giác ngạc nhiên, khô dương đạo quân nói, ra ngoài, những người khác lao nhau, dối rít nói, ra ngoài. Lăn ra ngoài, vì tự nói, ta cũng là trí tôn, dựa vào cái gì ta muốn lăn ra ngoài. Trong các người phần lớn người đều không có chứng đạo trí tôn, còn không bằng lão tử. Phế vật thanh huyền sắc mặt trầm xuống, người cũng dám ở trước mặt chúng ta xưng lão tử. Ra ngoài, thánh tôn cũng hử lạnh một tiếng, nói, bọn hắn mặc dù có chút người chưa từng chứng được trí tôn, nhưng chỉ cần ở trong chiến đấu gặp nạn, tất nhiên có thể đột phá. Các ngươi là vừa vặn tu thành trí tôn tiểu bối, còn không có tư cách này. Tế giác cùng vi tự tức giận, trong mắt trừng tròn xoe, hận không thể đem những lão già này siêu độ, bất quá có mấy cái hoàn toàn chính xác đánh không lại, đành phải hầm hực lui ra. Bọn hắn cũng biết đây là phế vật thanh huyền, thánh tôn đám người thành toàn. Bọn hắn vừa mới tu thành trí tôn cảnh, tiền đồ vô lượng, không đáng chết tại thiên tiên dưới dưới. Lúc này, thập phế thiên quân liếu quán nhất mang theo quan tài chạy tới thần thái kiêu căng đi đến phế vật thanh huyền bên người bác sơn đạo chủ cười lạnh nói chỉ là thiên quân hay là cái phế vật ra ngoài Liễu quán nhất ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái lạnh lùng nói nếu là ta không đi bằng các ngươi những này bất trung bất nghĩa hỗn đản ai cũng mơ tưởng sống sót các ngươi chính là một đám phế vật đám người giận dữ liền muốn cùng hắn sống mái với nhau thánh tôn đưa tay ngừng bọn hắn trầm giọng nói liễu quán nhất người còn có vài bộ quan tài. Hắn được chứng kiến Liễu Quán Nhất cường đại, năm đó hắn thời kỳ toàn thịnh, Liễu Quán Nhất xông vào Đại La Thiên, chính mình đập hắn một trường. mặc dù chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng Liễu Quán Nhất cao thủ bực này khẳng định sẽ đã chết không gì sánh được dứt khoát. Nhưng là Liễu Quán Nhất lại vận dụng một loại kỳ lạ pháp môn, luyện thành từng thanh quan tài, trong quan tài đều có một cái Liễu Quán Nhất, càng đi về phía sau, liền càng là cường đại. Liễu Quán Nhất thế mà bằng vào chiêu này, đón lấy hắn một trường khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. chương 1177, sáu chiếc, liếu quán nhất nói, thánh tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi có thể đi. Hắn nhìn về phía những người này, đột nhiên cười nói, lục tôn thập nhị diệu, không thể so với tử vi hậu chủ, thái thanh đạo nhân cấp độ kia hạng người mục nát kém mảy may. Đám người không khỏi nở nụ cười, nhao nhao gật đầu nói, là cực là cực. Cấp độ kia bị chúng ta lật tung hạng người mục nát, cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, trận chiến này, ta cũng muốn đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhíu chặt lông mày, nhao nhao nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chỉ gặp một bộ thân thể cao lớn thiếu niên đi tới, chính là hứa ứng. Đám người chân mày nhíu chặt hơn, bác Sơn lão tổ quát ra ngoài. Hứa ứng ánh mắt quét tới, bác Sơn lão tổ vội vàng rụt cổ một cái, nhớ tới hứa ứng cùng tiên đế chi chiến tình hình, liền không từ cái dùng mình. Đông Thạch Đan huyền tử bọn người dự định cũng theo đó phụ họa, nhưng gặp hứa ứng ánh mắt đảo qua, từng cái câm như hến, không dám làm âm thanh. Phế vật thanh huyền nói, hứa đạo tổ, trận chiến này ngươi hẳn là lưu lại. Trận chiến này, là chúng ta những này tân tiên đình người xây dựng một trận chiến, không có quan hệ gì với ngươi. Hắn ra mặt, hứa ứng cũng chỉ cần cho ba phần chút tình mọn, không đến mức một đạo ánh mắt âm lãnh đảo qua đi. Thánh tôn nói, ngươi là tân đạo đạo tổ, lưu lại càng có tiền cảnh. Ngươi tu thành trí tôn đằng sau, tất có thể siêu việt chúng ta, rực rỡ hào quang. Hứa ứng cười nói, ta cũng không phải là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ trận đánh địch nhân, ta là muốn đi một chuyến thiên tiên giới. Đám người thân thể đại chấn, bác sơn lão tổ quát phóng, phóng, phóng. Hứa ứng ánh mắt quét tới, bác sơn lão tổ đem đến miệng bên cạnh rắm chữ lại nuốt xuống, cũng không nói ra miệng. Thánh tôn cười lạnh nói, đi thiên tiên giới. Ngươi được không, ngươi còn không phải trí tôn. Phế vật thanh huyền thản nhiên nói, ngươi còn kém chút hỏa hầu hứa ứng cười nói ta không được hẳn là các ngươi bọn lão già này có thể đám người giận tím mặt nếu không có nể tình hắn là tân đạo đạo tổ phân thượng liền muốn cùng nhau tiến lên hung hăng giáo huấn hắn một trận hứa ứng nói ngộ không đạo nhân có thể tại thiên tiên giới còn sống sót ta nhất định cũng có thể hắn tu hành vô lậu kim thân ta cũng tu hành vô lậu kim thân ta chịu đánh không thể so với hắn thiếu thánh tôn còn đợi nói chuyện hứa ứng lạnh lùng nói vi sư lần này đến không phải được đồng ý của các ngươi mà là thông chi các ngươi chiếc thuyền này có một chỗ của ta thánh tôn tức giận đến bàn tay run rẩy trên đời này duy nhất có tư cách nói ra lời này chỉ có hứa ứng một người tất cả tu hành tân đạo người đều muốn bái tổ sư mới có thể gọi đạo tổ lại mấy ngày nữa chiếc lâu thuyền này đã biến thành màu xanh biếc có tiến vào khu vực chất kheo năng lực đám người lần lượt leo lên lâu thuyền hứa ứng cũng trở lên thuyền cùng đến đây đưa tiễn đám người phất tay từ biệt nguyên vị ương cũng ở trong đám người im lặng nhìn qua hứa ứng, đột nhiên như bay chạy tới, ôm hứa ứng khuôn mặt liền hôn một cái đi, sau đó rầm rầm chạy ra. Nàng để cho ta nếm thử vừa mua son phấn bột nước. Hứa ứng hướng cùng thuyền người giải thích nói, đám người nhao nhao cười lạnh, lâu thuyền có chút dừng lại, chậm rãi lên đường, hướng lên bầu trời bay đi, càng lên càng cao. Thiên hải bến đò, từng chiếc tam giới kim thuyền trở đầy địa tiên giới bách tính, theo thuyền còn có rất nhiều luyện khí sĩ cùng tiên nhân, mỗi người bọn họ trong động huyên cũng có vài lấy vạn kế phàm nhân nghỉ lại sinh tồn, bắt đầu hướng nhân gian giới di chuyển. Lần này nhân gian giới di dân đã tiến hành một đoạn thời gian, đưa địa tiên giới gần một thành nhân khẩu tiến đến khai hoang, mở ra viên mới. Tại nhân gian giới, còn có rộng lớn thổ địa chờ đợi khai phát. Những này địa tiên giới di dân sẽ tiến hành một trận dài đến 3 tháng lữ trình, bọn hắn trên linh quang trường hà chạy, sau 3 tháng mới có thể đi vào nhân gian giới. Tại nhân gian giới, có thập toàn đạo môn đệ tử tiếp ứng, sẽ thu xếp tốt bọn hắn. Từng chiếc kim thuyền càng đi càng xa, đột nhiên linh quang trường hà dung chuyển, trở nên cực không an ổn, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ tại đáy sông du đáng, thuyền mấy lần suýt nữa khuynh đảo. Đúng lúc này, linh quang trường hà thời gian dần qua từ trong thiên hải dâng lên, càng ngày càng cao, từng chiếc quy mô lâu thuyền khổng lồ bồng bềnh tại trên trường hà. Bến đỏ chợt đùng đùng nổ tung, dưới đáy truyền đến trận trận tiếng nổ tung, trên bến đỏ thiên công bọn họ vội vàng bốn phương tám hướng chạy trốn kêu lên thiên hải muốn lật ra oanh to lớn bến tàu dần dần dâng lên cung khuyết nhà kho các loại kiến trúc nhau nhau nghiêng từng chiếc chưa chế tạo tốt kim thuyền nhau nhau từ trong bến tàu trượt ra phát ra khanh khách chi chi tiếng vang rơi hướng biển mặt phía trước mặt biển cũng biến thành sóng cả mãnh liệt bỗng nhiên hai cái sừng rồng cực lớn như là ngọn núi phá vỡ nước biển từ đáy biển từ từ lên cao càng thêm khổng lồ đầu rồng cũng từ chậm rãi trồi lên mặt biển bốn phía sóng lớn cuồn cuộn trôn giấu tại thiên hải bến đỏ chỗ sâu nhất viễn tổ cự long đầu rồng giờ phút này rốt cuộc tái hiện thế gian khuấy động long ngâm truyền đến chấn động tam giới kết nối nhân gian giới linh quang trường hà lai động có kim thuyền đã nhanh đến nhân gian giới giờ phút này cũng bị run run đến nhau nhau phiêu khởi rời đi mặt sông những người trên thuyền thét lên liên tục chỉ gặp mới vừa rồi còn rất gần nhân gian giới đột nhiên trở nên không gì sánh được xa xôi viễn tổ ta thân thể rất lâu chưa từng dùng hôm nay, chính là thức tỉnh ngày. Linh quang trường hà kia hiện ra chân thân, chính là một đầu không gì sánh được to lớn trường long, chậm rãi thức tỉnh, hoạt động thân thể, cứ việc động tĩnh không lớn, lại đem dự định qua sông Kim Thuyền nhao nhao quăng lên. Những cái kia thả vào trong vũ trụ sao trời trên Kim Thuyền đám người đột nhiên chỉ cảm thấy Kim Thuyền trở nên vững vàng, nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp bọn họ chẳng biết lúc nào rơi vào một đầu màu bạc cự long trên lưng, cự long chở bọn hắn, phi tốc hướng nhân gian giới bay đi. Nguyên bản 3 tháng lộ trình, vừa mới nửa ngày liền đến. Cự Long đem bọn hắn nhét vào nhân gian giới, liền từ đằng không mà lên, biến mất tại vũ trụ tinh không chỗ sâu. Trên thuyền đám người nhao nhao nhìn về nơi xa, chỉ gặp kết nối nhân gian giới cùng địa tiên giới linh quang trường hà biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô ngần tinh không. Thậm chí ngay cả địa tiên giới đến cùng ở nơi nào, bọn hắn đều phân biệt không ra. Chúng ta trở về không được, một vị tiên nhân mờ mịt nói. Chúng ta trở về không được, Nhân gian giới địa tiên giới giao thông đã đoạn tuyệt. Một vị lớn tuổi tiên nhân nói, chúng ta là cuối cùng một nhóm đi vào nhân gian giới người, lưu lại đi, sống yên phận, khai tông lập phái, truyền thụ đệ tử. Tương lai, đệ tử của chúng ta sẽ độ kiếp phi thăng, thay chúng ta trở lại địa tiên giới. Những tiên nhân này cùng luyện khí sĩ xuất lĩnh lấy phàm nhân, đi hướng nhân gian giới chỗ sâu. Trên lâu thuyền màu xanh biếc, quân vô đạo sắc mặt hung ác, hung hăng nhìn chằm chằm hứa ứng, hứa ứng lơ đễnh, đứng ở đầu thuyền nhìn xem tinh không dần dần đi xa, mà treo ở giữa lưỡng dưới cái kia to lớn cự long hải cốt lại càng ngày càng gần. Lúc này, đột nhiên sáng tỏ quang mang chói mắt từ hậu phương truyền đến, trên thuyền đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, không khỏi nhìn thấy không gì sánh được tráng quan một màn. Một đầu do bất diệt linh quang tạo thành cự long phá không mà đến, che kín tầm mắt của bọn họ. Cự long bay tới, nhìn phương hướng, đúng là bọn họ chiếc này nho nhỏ lâu thuyền. Cự long dơ vuốt, thô to không gì sánh được vuốt rồng so thuyền nhỏ lớn vô số lần. Nhưng cũng may vuốt rồng rơi xuống, dần dần hóa thành một đầu không gì sánh được tráng kiện đùi, chỉ là đùi này so thuyền nhỏ vẫn là phải lớn hơn rất nhiều lần. Cự Long kia cố gắng thu nhỏ hình thể, ngạnh sinh sinh đem chân thô áp xúc đến cực hạt rốt cục rơi xuống một chân, dẫm tại lâu thuyền bong thuyền. Bong thuyền kéo kẹt rung động, Cự Long một cái chân khác thu hồi, cũng từ không ngừng thu nhỏ, thân thể cũng đang không ngừng co vào, cuối cùng hóa thành một tôn đầu rồng thân người quái nhân, bắc thịt cả người u cục, khổng vũ hữu lực. Thời đại thái cổ truyền thuyết, để cửu trọng đạo cảnh long tộc viễn tổ, sừng sướng tại trên lâu thuyền, uy chấn bát phương, để quân vô đạo khiếp đảm, thánh tôn sợ hãi, phế vật thanh huyền bái phục. Chương 1178, phản công, đoạt thúy nham. Viễn tổ đại long chân thân giáng lâm, trên thuyền tất cả mọi người, bao quát quân vô đạo cấp độ kia vô pháp vô thiên cuồng đồ, đều được ngoan ngoãn, không dám có bất kỳ dị động. Tôn này thần nhân đầu rồng tản ra thực lực, thực sự làm cho người rất rung động. Tổ thần là thực lực bước vào để cửu cảnh bất hủ cảnh, mà hắn là cảnh giới bước vào đệ cửu cảnh. Hắn là tín sử bên trong, một cái duy nhất xác định tiến vào bất hủ cảnh tồn tại. Đại Long Hoàn chỉnh nguyên thần đã cực kỳ cường hãn, hắn mảnh vỡ nguyên thần luyện thành pháp bảo, cho dù là trí tôn, diệu cảnh cấp tồn tại, cũng là sát bên một chút không chết cũng bị thương. Cho dù là hứa ứng luyện thành vô lậu kim thân, cũng không thể không tránh đi phong mang. Liễu quán nhất đối mặt bực này linh quang trọng bảo, cần hao tổn một bộ thân thể giả chết mới có thể tìm được cơ hội phản kích. Mà viễn tổ nhục thân, càng là hóa thành linh quang trường hà, xuyên qua thiên hải, vượt qua vô số tinh hà tinh hệ, liên tiếp địa tiên giới cùng nhân gian giới. Dù là trí tôn diệu cảnh cấp tồn tại, cũng cần tam giới kim thuyền mới có thể vượt qua. Nếu như ngã vào trong đó, không chết cũng muốn đào lấp ra. Bây giờ, như thế nhục thân, như thế nguyên thần, rốt cuộc quy về một thể. Đệ cửu cảnh cùng đệ bát cảnh tranh lệch, có thể thấy được lốm đốm. Viễn tổ đại long bế nghĩa đám người, dương dương đắc ý. Bất quá, hắn đến, cũng làm cho tất cả mọi người thở vào một cái, thần thái dễ dàng hơn. Long tộc viễn tổ, là bất hủ cảnh tồn tại, có hắn tại, chuyến này an toàn rất nhiều. Đột nhiên, đại long dưới cổ keng keng rung động, lại có một cái linh đang lung la lung lay, từ dưới cổ của hắn chóc ra, hóa thành một ngụm chuông lớn, bay đến hứa ứng bên người, vui vẻ nói, a à, ứng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây hứa ứng cũng là vừa mừng vừa sợ, trung gia, ngươi làm sao cũng tại, long gia dẫn ta tới, tiểu bạch đâu, tiểu bạch tu luyện tân đạo đi, phế vật thanh huyền nói, chúng ta chuyến này có hai cái mục đích, một là cùng tổ thần tụ hợp, chúng ta leo lên tổ thần chiếc kia thúy nham lâu thuyền, hứa đạo tổ liền có thể khống chế chiếc thuyền này tiến vào thiên tiên giới. Hai là cướp đoạt đối phương thúy nham, nhất là lấy chuyện thứ hai làm trọng, đám người nhao nhao gật đầu, cướp đoạt đối phương thúy nham, liền có thể nhất lao vĩnh giật chặt đứt bọn hắn đối với địa tiên giới tưởng niệm hứa ứng khẽ nhíu mày đối phương cũng chỉ có một khối thúy nham khẳng định sẽ phái ra cao thủ trấn thủ lần này đi tiến đánh thúy nham thế tất sẽ là một trận cực kỳ huyết tinh chém giết hắn nhìn về phía những người này những khuôn mặt quen thuộc này trong đó có không ít đã từng vẫn là hắn địch nhân sử dụng bạo lực hận không thể xử lý đối phương nhưng bây giờ nhìn xem bọn hắn đi chịu chết hắn lại có chút không đành lòng Tổ thần chỗ Thúy Nham lâu thuyền sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, là bởi vì không có đi đánh quyết chiến, mà là một bên du kích một bên quấy rối. Nếu như cùng đối phương quyết chiến, chỉ sợ ngay cả tổ thần đều khó mà may mắn thoát khỏi. Bọn hắn nếu muốn đi cùng đối phương quyết chiến, mặc dù có nguyên tổ đại long tại, hơn phân nửa cũng muốn tử thương thảm trọng. Hứa ứng nói ta cũng tùy các ngươi cùng đi, chờ đoạt lấy đối phương Thúy Nham, lại đi thiên tiên giới. Thánh tôn bọn người nhao nhao lắc đầu, nói, ngươi tới ngươi thiên tiên giới, ta đoạt chúng ta thúy nham. Ngươi đi thiên tiên giới về sau, long tộc cao thủ đều đuổi theo giết ngươi, chúng ta ngược lại dễ dàng. Hứa ứng nghĩ nghĩ, cũng đích thật là đạo lý này. Lâu thuyền nhẹ nhàng dừng lại, lái vào khu vực chất keo, tốc độ lập tức thật to chậm lại. Liễu quán nhất dò hỏi, táng hóa sau địch nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đám người cùng nhau hướng hứa ứng nhìn tới, mọi người ở đây... Chỉ có viễn tổ đại long cùng hứa ứng đã từng cùng táng hóa sau long tiên giao thủ qua, bất quá đại long thực lực quá cao, dùng hắn không cách nào cân nhắc long tiên chiến lực. Hứa ứng nói, long tộc bình thường đạo cảnh bát trọng thiên thực lực, so ta táng hóa sau mạnh hơn một chút. Ta nếu như không táng hóa, hẳn là đi không ra hai chiêu. Quân vô đạo nhảy lên một cái, thôi động đạo tràng, tế lên đạo thụ cùng thập đại đạo quả, hướng hứa ứng đánh tới, quát, để cho ta thử một chút người mạnh bao nhiêu. Hứa ứng sau lưng bảy đại động nguyên xoay tròn, trong khoảnh khắc liền đem tu vi tăng lên tới cực hạt, trong động nguyên to to nhỏ nhỏ, 108 tòa đạo cảnh, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hai người bàn tay va chạm, hứa ứng bị thập đại đạo quả áp bách đến lui lại một bước, lập tức phi tốc táng hóa. Hai người lại đối bính một kích, quân vô đạo sắc mặt biến hóa, đạo tràng kịch liệt dung chuyển, đạo thụ soạt rung động, muốn ổn định thân hình, nhưng vẫn là không tự chủ được lui lại một bước, khí huyết sôi trào, không cách nào tiếp tục tiến công. Đám người lại lần nữa trầm mặt xuống, long tộc đạo cảnh bát trọng cường giả, đối ứng là trí tôn cảnh cùng diệu cảnh. Nếu như cường giả bực này so táng hóa sau so hứa ứng còn mạnh hơn, coi như tân đạo trí tôn thực lực tu vi muốn so truyền thống cao hơn nửa cái hoặc là một cảnh giới, cái này nửa cái hoặc là một cảnh giới cũng sẽ bị táng hóa san bằng. Bọn hắn những người này, trừ thánh tôn, phế vật thanh huyền cùng quân vô đạo bên ngoài, những người khác đơn giản ngay cả cùng đối thủ giao phong tư cách đều không có. Liễu quán nhất dò so hỏi, như vậy, long tộc phải chăng còn có càng mạnh đối thủ? Có, hứa ứng nói, long tộc đạo cảnh bát trọng đỉnh cao cường giả, vẻn vẹn từ trên khí thức đến xem, cùng thời kỳ đỉnh phong thánh tôn tương xứng, so tổ thần có lẽ kém một phần hai điểm. So hiện nay đại long phải kém hơn rất nhiều, trong lòng mọi người trầm xuống, thời kỳ đỉnh phong trí tôn có thể cùng tổ thần cứng đối cứng, mặc dù bị thua, nhưng tổ thần cũng vô pháp trực tiếp đem hắn chém giết. Mà tổ thần bởi vì là vũ trụ nguyên thần, không có nhục thân, so thời kỳ đỉnh phong đại long lại phải kém sắc một bậc. Tồn tại bậc này, có thể nghiền ép bọn hắn bực này trí tôn diệu cảnh đông thạch tiên sinh nhỏ giọng thầm thì nói hiện tại đã ở trên thuyền muốn không đến vậy đi không nổi đan huyền tử cười nói ta tại địa tiên giới lưu lại một cái hóa thân ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề sau khi ta chết hóa thân có thể sống một mình sao lần này hẳn là có đáp án những người khác không nói gì bọn hắn đã không có đường lui lâu thuyền hướng thúy nham lâu thuyền chạy tới bọn hắn đem trước cùng tổ thần bọn người tụ hợp sau đó đưa hứa ứng tiến vào thiên tiên giới đằng sau sẽ cùng một khối khác thúy nham bên trên long tộc quyết chiến lâu thuyền cùng thúy nham lâu thuyền khoảng cách đang dần dần rút ngắn tổ thần hiển nhiên cũng chú ý tới bọn hắn ngay tại tận lực hướng bọn hắn tới gần bất quá một khối khác thúy nham bên trên long tiên thực lực hiển nhiên mạnh hơn thôi động thúy nham tốc độ thắng qua tổ thần bọn hắn dự định vượt lên trước một bước chặn đánh hứa ứng bọn hắn chỗ lâu thuyền tổ thần cùng đối phương cao thủ cách không thi triển thần thông từng đạo thần thông ở trong khu vực chất keo chậm rãi ghé qua, lưu lại từng đạo chói lọi quang ngấn. Song phương thần thông ở trong khu vực chất keo đều trở nên cực chậm, nhưng uy lực vẫn như cũ. Nếu là bị thần thông của đối phương tiếp cận, thần thông uy lực bộc phát, tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Song phương đấu trí đấu dũng, cùng hứa ứng bọn hắn chỗ lâu thuyền càng ngày càng gần. Hứa ứng đám người đã có thể xa xa nhìn thấy đối diện khối kia thúy nham bên trên tình hình, thúy nham trên có một tòa cổ lão không gì sánh được tiên điện hào quang nổi lên bốn phía, để tiên điện như tại trong ánh nến. Từng tôn long tiên đứng tại tiên điện trước, ước chừng trên dưới 100 vị nhiều, thì triển thần thông, tổ thần thúy nham lâu thuyền đánh tới. Trong đó cố nhiên có thực lực hơi yếu người, nhưng thực lực tu vi có thể cùng long đại trưởng lão đánh đồng, không dưới 10 người. Nhưng chỉ cần ba vị cao thủ như vậy, liền có thể ngăn chặn tổ thần. Về phần tòa kia trong tiên điện phải chăng còn có cao thủ, liền không phải bọn hắn có khả năng biết còn có một tôn không gì sánh được cường tráng long tiên đang đánh tới hướng dưới chân mình thúy nham vậy mà ý đồ đem khối này thúy nham nện thành hai nửa chia binh bọc đánh hứa ứng lắc đầu lấy thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào nện đứt thúy nham trong lúc nói chuyện hai chiếc lâu thuyền đã dựa vào là rất gần hai thuyền ở giữa có mấy đạo chậm rãi thần thông bị sương mù xám bao vây đang xuyên qua khoảng cách chi gần bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy loại này táng hóa thần thông mỗi một chỗ chi tiết cấu tạo là tiêu đạo chủ cười nói, loại thần thông này, cấu tạo đơn giản, rất dễ dàng liền có thể phá vỡ. Hắn thôi động thần thông, hướng cái kia đạo bỉ ngạn thần thông công tới, lại là muốn đem đạo thần thông kia phá giải. chương 1179, không nên tới gần, Thúy Nham lâu thuyền bên trên truyền đến Quỳnh Đài Tiên Tử Thanh âm lo lắng. Nhưng trong lúc nói chuyện, hai người thần thông đã chạm nhau, là tiêu đạo chủ chính là Đại La Diệu Cảnh tồn tại, không có tự chém tu vi trùng tu tân đạo, tu vi vẫn còn ở đó, hai người thần thông tiếp xúc trong nháy mắt, là tiêu thần thông lập tức chôn vùi, cường đại lực phản chấn để cánh tay hắn gân xanh vang lên, cơ bắp vặn vẹo, năm ngón tay răng rắc răng rắc hướng về sau uốn cong. Mà đối phương thần thông đột nhiên tốc độ tăng nhiều, hướng hắn vội sông mà đến, vừa mới còn nhìn như đơn giản thần thông, giờ phút này gấp đôi dữ tợn, mắt thấy liền muốn đem la tiêu gạt bỏ. Thánh tôn không nói lời gì hoành thân cản ở trước mặt la tiêu đạo chủ, đưa tay hướng về phía trước chộp tới, bàn tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, phía trước không gian co vào, cái kia đạo bỉ ngạn thần thông liền bị hắn nắm trong tay, xinh xinh bóp nát. Cho dù là nổ tung, cũng vẻn vẹn chỉ có một chút sương mù xám từ hắn trong khe hở tiết lộ ra ngoài, cũng không ảnh hưởng đến những người khác. Một bên khác, viễn tổ đại long phất tay, hai chiếc thuyền ở giữa thần thông nhau nhau chôn vùi, bị hắn xóa đi. Rốt cục, hai chiếc thuyền tới gần, tập hợp một chỗ. Hứa ứng dơ lên đãng ma đỉnh đi vào thúy nham lâu thuyền bên trên, nói, hậu chủ, ta giúp người tìm tới vật này hắn nao nao chỉ gặp thúy nham lâu thuyền bên trên chỉ còn lại có tử vi hậu chủ quỳnh đài tiên tử yêu tổ cùng tổ thần ba người tử vi hậu chủ thân thể chỉ còn lại có một nửa quỳnh đài tiên tử gãy mất một đầu cánh tay trượng thiên xích cũng tàn tật phá không chịu nổi yêu tổ tựa ở cạnh thuyền sau lưng phù tăng cổ thụ chỉ còn lại có gốc cây tổ thần đứng ở đầu thuyền từ thanh niên hình thái hóa thành lão niên hình thái tóc trắng xóa không ngừng ho khan giống như là lại về tới hứa ứng lần thứ nhất gặp được hắn trạng thái bọn hắn trên cơ bản đều đến dầu hết đèn tắt trạng thái. Hắn không nhìn thấy Thái Hạo Đế, Thái Thanh Đạo Nhân, Ngọc Hư Đạo Nhân bọn người. Bong thuyền chỉ có từng thanh quan tài, đó là Thái Hạo, Thiếu Hạo, Hảo Anh, Hảo Hồng Tứ Đế quan tài, trong quan tài có thi thể, nhiều đã tàn khuyết không đầy đủ, không có bất kỳ ý thức nào ba động, băng lãnh đến đáng sợ. Còn có tàn phá bát quái luyện đan lô, bị đánh xuyên, nhét vào bong thuyền trong góc. Hứa ứng lại nhìn thấy cắt thành hai đoạn ngọc hư phất trần, bị lợi khí đánh xuyên thái cực đồ cùng vô cực đồ. Thu hồi lại rồi, tử vi hậu chủ cười nói, hai tay chống đất, nửa thân thể ngồi dậy, ta dầu thắp nhanh khô. Hứa ứng đem tử vi đáng ma đỉnh giao cho hắn, không có hỏi thăm hắn những người khác đi nơi nào, mà là điều vận thể nội nhục thân hoạt tính, giúp hắn trị liệu thương thế. Phế vật thanh huyền, thánh tôn, quân vô đạo bọn người leo lên chiếc thuyền này, từ hứa ứng sau lưng đi qua, đám người nhao nhao điều vận riêng phần mình động uyên, Chị liệu bọn hắn tổn thương để bọn hắn mau chóng khôi phục tu vi đại long cũng đi tới trầm giọng nói a à, ứng ngươi về chính mình trên thuyền thôi nơi này không có chuyện của ngươi bác sơn lão tổ bọn người từ bên cạnh hắn đi qua bác sơn cười nói trận chiến này đánh nhau thế tất trấn kinh thiên tiên giới đến lúc đó người muốn đi thiên tiên giới đã trễ rồi là cực là cực đông thạch tiên sinh gật gù đắc ý cười nói chúng ta đánh nhau tiêu diệt thúy nham bên trên long tộc cường giả cướp đi khối này thúy nham thiên tiên giới long đình đám lão già này đều sẽ tức giận dị thường nhao nhao chạy tới quan sát chúng ta toàn diệt tình hình của bọn hắn khi đó ngươi liền không có cơ hội tiến vào thiên tiên giới hứa ứng gật đầu chậm rãi đứng dậy ta đi đi thôi đi thôi bọn hắn hướng hứa ứng phất tay hứa ứng trở về trên chiếc lâu thuyền kia hướng bọn hắn phất tay bảo trọng bảo trọng bọn hắn cười nói hứa ứng thôi động lâu thuyền cùng thúy nham lâu thuyền tách ra tránh đi du đáng ở trong khu vực chất keo những cái kia tán loạn thần thông, hướng thiên tiên giới chạy tới. Long tiên chỗ khối kia Thúy Nham lập tức chuyển hướng, hướng hứa ứng đuổi theo. Thúy Nham lâu thuyền bên trên, phế vật thanh huyền ánh mắt rơi vào quỳnh đài tiên tử trên thân, đi tới giúp nàng trị liệu thương thế, viễn tổ đại Long đi vào tổ thần bên người, đột nhiên cười ha ha, thanh âm như sấm. Các vị đạo hữu bọn họ, chúng ta tiến lên, tế, quanh người hắn linh quang bay múa, đem Thúy Nham lâu thuyền bao phủ, thôi động chiếc này cổ lão thuyền. Thánh tôn phồng lên tu vi, thôi động chín đại trí tôn động nguyên, quát tế. Chín đại trí tôn động nguyên, chín loại trí tôn đại đạo, gần như sôi trào giống như bộc phát. Phế vật thanh huyền, thập phế thiên quân liễu quán nhất, quân vô đạo, lã đạo tôn bọn người riêng phần mình hét to tế. Thúy nham lâu thuyền tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, hướng về phía khối kia to lớn thúy nham mà đi, thúy nham bên trên, từng tôn long tiên đang tăng thêm tốc độ, truy kích hứa ứng chỗ lâu thuyền, không ngờ chiếc này thúy nham lâu thuyền nhưng từ trong khi đâm nghiêng đuổi theo, cách bọn họ càng ngày càng gần. Lũ xanh con, thể nội còn có long tộc huyết mạch sao? Chỉ nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang, thúy nham lâu thuyền ẩm vang đâm vào khối nham thạch to lớn này bên trên, vài tôn long tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đụng thành bùn nhão. Thúy nham lâu thuyền một đường đụng tới, đem từng tôn long tiên đụng đổ, cơ hồ trượt đến tòa kia tiên điện trước lúc này mới ngừng. Viễn tổ đại long đi đầu một bước xiết xuống lầu thuyền, đến từ thái cổ cổ lão huyết mạch chi lực bộc phát, phẫn nộ quát để lão tổ tông giúp các ngươi tỉnh lại một chút. Thúy Nham bên trên từng tôn long tiên thể nội, cổ lão thần long huyết mạch gần như sôi trào, muốn bị hắn tỉnh lại trong huyết mạch ký ức. Đó là thời đại thái cổ liền cắm dễ tại long huyết bên trong ký ức, là long tộc đời đời truyền thừa đạo pháp bí tàng. Nhưng huyết mạch chi lực này sẽ phải thức tỉnh thời điểm, sau một khắc liền gặp từng tôn long tiên nhao nhau táng hóa, đem huyết mạch chi lực hoàn toàn áp chế, không được nửa điểm tác dụng. Viễn tổ đại long gầm thét, đấm ra một quyền, tiên thiên bất diệt linh quang khuấy động, bao phủ cả tòa tiên điện. Những táng kia hóa long tiên nhao nhao hét to, riêng phần mình thôi động đạo pháp, lập tức đỉnh đầu từng tòa động nguyên hiển hiện, cùng viễn tổ lực lượng nhao nhao va chạm. Trong lúc nhất thời, khu vực chất keo trở nên không gì sánh được sáng tỏ, quang mang thấu triệt, chiếu rọi địa tiên giới, cấp độ kia quang mang thậm chí xuyên qua thiên tiên giới khe, một đạo quang trụ sáng tỏ xuất hiện tại thiên tiên giới, kinh động nơi đó long tộc. Thánh tôn, tổ thần phế vật thanh huyền bọn người từ thúy nham lâu thuyền nhảy lên lên từ viễn tổ bên người giết ra phóng tới địch nhân thập phế thiên quân liếu quán nhất quát binh đối binh tướng đối tướng viễn tổ đối kháng đối phương đỉnh phong thanh huyền thánh tôn quân vô đạo riêng phần mình chọn một cái đối thủ lã đạo tôn khô dương đạo quân các ngươi liên thủ ứng đối một cái còn lại đi theo ta ánh mắt của hắn đảo qua bắc sơn đan huyền tử nguyên anh đông thạch la tiêu là thánh nhân bọn người lại rơi vào điên điên khùng khùng rượu la khóe miệng giật giật xong hắn đi đầu một bước gào thét xông ra thúy nham lâu thuyền bác sơn lão tổ bọn người nhao nhao đuổi theo trên lâu thuyền chỉ còn lại có điên điên ngây ngốc rượu la trí tôn giết sạch bọn hắn quân vô đạo thanh âm hưng phấn chuyển đến cuồn cuộn sát khí khuấy động chỉ một thoáng khối này như ngọn núi nhỏ thúy nham liền hóa thành một mảnh huyết tinh thu la tràng rượu la trí tôn còn trên thúy nham lâu thuyền đột nhiên nhảy đến bên này cười hắc hắc nói a à, ta thua rồi Bỗng nhiên hắn lại nhảy đến bên kia, cười ha ha nói, ta mới là kiếm đạo thứ nhất. Đột nhiên, cái kia không gì sánh được sát khí mãnh liệt đánh thẳng tới, Diệu La Chí Tôn đột nhiên ngây người, trong não hỗn độn dần dần tiêu tán, thần thái khôi phục thanh minh, bên tai truyền đến trận trận tiếng chém giết, cái mũi cũng ngửi được mùi máu tươi, hắn mê mang nhìn về phía bốn phía. Nơi này là chiến trường, Thanh Huyền, Thánh Tôn, Quân Vô Đạo, ta về tới 600, 000 năm trước sao? hắn nhìn qua những cái kia xa lạ địch nhân, trong lồng ngực chiến ý hừng hực, đây không phải 600. Không năm trước, mà là địch nhân mới, lục tôn thập nhị diệu, làm sao có thể có thể thiếu ta diệu la. Hắn nhiệt huyết sôi trào, từ trên thuyền giết dưới, xông vào đám địch, kiếm mang sáng lên, quang mang chiếu dọi ngàn vạn dặm Trường 1180, ta, man gì vậy? Hứa ứng đứng tại trên lâu thuyền, lâu thuyền đã đi tới thiên tiên giới biên giới, sắp tiến vào thiên tiên giới hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khối kia thúy nham bên trên các loại thần thông cùng pháp bảo hào quang hướng ra phía ngoài nở rộ, có sắc bén có nặng nề. Cách xa như vậy, hắn còn có thể nhìn thấy viễn tổ ra chiêu lúc cái kia đáng sợ cảm giác rung động, giống như là muốn đem toàn bộ thiên tiên giới cùng biệt tiên giới chấn động đồng dạng. Nhìn lại ở giữa, hắn liền thấy có người ngã xuống, chết tại cái kia không gì sánh được thảm liệt sát phạt bên trong. Hắn nhìn thấy thánh tôn thôi động chín đại động uyên, quân vô đạo tế lên chín đại đạo quả tình hình, còn chứng kiến phế vật thanh huyền thôi động thập đại thái hư đạo cảnh tình cảnh đáng sợ. Hiển nhiên, vì chuyến này, phế vật thanh huyền đi một chuyến thái hư chi cảnh, đem đế thanh huyền thập đại thái hư đạo cảnh thu hồi. Thập phế thiên quân liếu quán nhất quan tài một ngụm tiếp lấy một ngụm bị phá đi, chết mất một cái liếu quán nhất, liền có mới liếu quán nhất từ trong quan tài nhảy ra, càng cường đại hơn, hung hãn không sợ chết, ngăn tại bát sơn đám người phía trước, vì bọn họ ngăn lại hơn phân nửa thế công. Ngụm thứ 9 quan tài, hứa ứng thấp giọng nói lã đạo tôn tiên kiếm tung hoành, hồi thủ vọng hương đài, đem địch nhân vây ở nhìn lại cố hương bên trong, khô dương đạo quân thừa cơ thống hạ sát thủ. Bác Sơn lão tổ tại tử vong áp bách dưới, giận dữ thét dài, liều chết trùng kích trí tôn cảnh, hắn trí tôn động nguyên đã ở trong quá trình hình thành, trong vô ngân tinh không tất cả tinh thần trở nên sáng lên, vô biên tinh lực giống như một đạo trùm ánh sáng, hướng bên này kích xạ mà tới. Đột nhiên, có cường đại long tiên xé rách hắn động nguyên, giết tới, lợi chảo đem hắn nhục thân xuyên thủng, Bác Sơn lão tổ miệng phun máu tươi, ôm cái kia Long Tiên cùng một chỗ đụng vào khu vực chất keo. Trong lúc mơ hồ, hứa ứng còn có thể nhìn thấy Bác Sơn lão tổ cái kia cắn chặt răng, trừng to mắt khuôn mặt. Trận này trong lúc ác chiến, còn có những người khác tại sống chết trước mắt đột phá, đi vào chí tôn cảnh biên giới, nhưng cũng vô pháp cùng đối phương chính diện chống lại. Lúc này, Viễn tổ cùng tổ thần đồng loạt ra tay, đem một chút đối thủ đáng sợ đánh cho bay ngược mà đi, đem bọn hắn đánh vào khu vực chất keo, làm dịu những người khác áp lực nhưng thiên tiên giới cao thủ thực sự quá nhiều, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng bị đả thương. Những cái kia bị đánh vào khu vực chất keo long tộc cường giả từng cái ra sức dẫy ruộng, có có thể từ trong khu vực chất keo đi ra, có lại bị liếu quán nhất bọn người oanh tới thần thông đánh cho càng lún càng sâu. Thông minh, hứa ứng nhẹ nhàng thở ra, địa tiên giới một phương thực lực muốn so đối phương yếu rất nhiều, nhất là thập nhị diệu bên trong người, có không có tu luyện tân đạo, có vẻn vẹn tu luyện tới đạo cảnh, chưa từng chứng đạo trí tôn, chính diện va chạm mà nói, chỉ sợ ngắn ngủi một lát liền có thể tử thương hơn phân nửa. Viễn tổ đại long cùng tổ thần thực lực tuyệt đối có một không hai quần hùng, nhưng đối phương cao thủ thực sự quá nhiều, người đông thế mạnh, vài tôn tồn tại cường đại nhất cùng một chỗ ngăn cản bọn hắn, những người khác liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên viễn tổ cùng tổ thần không cầu giết địch, chỉ cần đem đối phương đánh vào khu vực chất keo, đối phương liền sẽ bị khốn trụ, trong lúc nhất thời khó mà thoát khốn. Kể từ đó, phe mình liền có chiến thắng khả năng. Long tiên bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, cùng loại thánh tôn tồn tại có mấy cái, vây công viễn tổ cùng tổ thần khiến cho bọn hắn cũng cực kỳ khó chịu. Nhất là tổ thần, tình trạng của hắn càng thêm hỏng bét, nguyên bản liền chịu cực nặng thương, giờ phút này càng là thương càng thêm thương. Nếu là thời kỳ bình thường, giữa bọn hắn giao phong, thường thường vượt ngang vạn dặm, chớp mắt đã tới. Có đôi khi một trận quyết đấu, có thể xuyên qua mấy chục tòa thế giới cũng chưa chắc có thể bay ra thắng bại khối này thúy nham đối với bọn hắn thật sự mà nói quá nhỏ tại nhỏ như vậy địa phương gặp phải chính là ngõ hẹp gặp nhau chỉ có dũng giả cùng có được siêu tuyệt thực lực người mới có thể còn sống bất quá viễn tổ cùng tổ thần cải biến sách lược không cầu giết chết đối thủ chỉ là đem đối thủ đánh vào khu vực chất keo để bọn hắn bị vây ở trong thời không những người khác áp lực liền giảm mạnh long ra cùng tổ thần sách lược chính xác trận chiến này thắng cục đã định hứa ứng thu hồi ánh mắt lâu thuyền lái ra khu vực chất keo hắn từ trên thuyền nhảy xuống, tay áo tung bay, ống tay áo run run, một chỉ điểm tới. Lâu thuyền ngay tại chạy bên trong, bỗng nhiên một đạo tuế nguyệt trường hà xuất hiện, cuốn lên chiếc lâu thuyền này, lái về phía đi qua. Cuối cùng, lâu thuyền cùng tuế nguyệt trường hà cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hắn bước chân dừng lại, cũng từ thiên tiên giới khe chỗ biến mất. Hắn sau khi đi không bao lâu, thiên tiên giới bên trong từng luồng từng luồng hơi thở cực kỳ mạnh nghiền nát không gian, hướng nơi đây mà tới. Bá bá bá, từng đạo nguy nga thân ảnh dáng lâm, ánh mắt như điện, hướng túy nham quét tới. Triều Nguyên Đạo cũng đứng hàng trong đó, tu vi của hắn cao thâm mà chắc, mặc dù chưa từng bước vào bất hủ cảnh, nhưng đã cực kỳ tiếp cận, thực lực tuyệt đối là thánh tôn tổ thần cấp độ kia tồn tại. Mà ở bên cạnh hắn, thế mà còn có 6-7 vị đồng dạng tồn tại cường đại. Nhưng cho dù là hắn cao thủ bực này, cũng không dám tùy tiện đặt chân khu vực chất keo, nếu là ở bên trong hao hết tu vi, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở trong đó đúng lúc này một cỗ thâm thúy như vực sâu khí thức đột nhiên xuất hiện tiếp lấy bên cạnh bọn họ không gian vỡ ra một vị long tộc trung niên nam tử cất bước đi ra bệ hạ triều nguyên đạo bọn người nhao nhao không người không cần đa lễ nam tử trung niên kia chính là bây giờ thiên tiên giới long đình chúa tể đương kim long đế minh đạo đế cũng là bị viễn tổ đại long khí thức kinh động cất bước đi vào khe chỗ nhìn về phía thúy nham bên trên chiến đấu thúy nham bên trên cái kia hung mãnh nhất thần nhân đầu rồng chính là tổ thượng của ta ta có thể cảm nhận được huyết mạch chi lực của hắn, đang kêu gọi trong cơ thể ta huyết mạch. Long đế cười nói, hắn là chúng ta tất cả long tộc tổ tông, năm đó tu vi thông thiên triệt địa, một cái duy nhất đạp phá tam giới, chứng được bất hủ tồn tại. Về sau hắn phát hiện uyên hải, một cái càng cao cấp hơn địa phương, thế là thoát khỏi nhục thân, phi thăng tiến về, chờ mong thu hoạch được đại tự tại. Triều nguyên đạo biết đại long vị này viễn tổ, nhưng mặt khác long tộc cường giả lại là không biết, trong cơ thể của bọn hắn long tộc huyết mạch, cũng bởi vì tu luyện bỉ ngạn công pháp mà không cách nào tự nhiên thức tỉnh, bởi vậy không cách nào cảm ứng được đến từ viễn tổ truyền thừa. Một vị long tộc cường giả nghi ngờ nói, ta long tộc lúc trước truyền thừa, cũng có thể tu luyện tới bất hủ cảnh. Long tộc lúc trước công pháp rất mạnh sao, Minh Đạo Long Đế nói, có thể, bất quá không nhiều, cứ việc tổ tông truyền thừa có thể tu luyện tới bất hủ cảnh, nhưng loại này bất hủ là hư giả bất hủ. Năm đó, long tộc có được tam giới mạnh nhất huyết mạch, truyền thừa mạnh nhất, có được khổng lồ nhất thế lực, nhưng là chỉ là mấy khối thúy nham bay tới, liền đem tam giới hủy hết. Cái gì bất hủ, ở trước mặt thúy nham, hết thảy đều là hư ảo. Hắn có chút cảm khái, lắc đầu, năm đó, hắn là đế tử, cưỡi trong đó một chiếc độ thế kim thuyền, rời đi tam giới tìm kiếm bỉ ngạn lúc, thấy được ba khối thúy nham đánh tới tình hình. Tam giới, tại thúy nham tập kích bên dưới hủy diệt, thuộc về long đình thời đại văn minh cổ xưa, trong chốc lát hồi phi yên diệt. Một đám long tiên không khỏi cảm khái nói, chỉ có bỉ ngạn truyền thừa, mới thật sự là thẳng tới bất hủ pháp môn. Năm đó long tộc nếu là đạt được bỉ ngạn truyền thừa, đại diệt tuyệt cũng sẽ không phát sinh. Minh đạo long đế cười nói, bây giờ cũng không tính là muộn. Viễn tổ gian ngoan không thay đổi, cố thủ lấy truyền thống công pháp không thả, bởi vậy mới cùng chúng ta thiên tiên giới đối nghịch. Nhưng khi hắn nhìn thấy, hắn cái gọi là bất hủ cùng chân chính bất hủ so sánh, tranh lệch đúng là to lớn như thế, hắn nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Triều Nguyên Đạo dò hỏi, nếu là hắn khư khư cố chấp đâu? Minh Đạo Long Đế mỉm cười nói, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Hắn gặp được sự cường đại của ta, so với hắn càng thêm cường đại, hắn hiểu ý biết đến, cái gì gọi là chân chính bất hủ. chương 1181, đột nhiên, phía sau hắn đại đạo gì không, một tòa lại một tòa cổ lão không gì sánh được động nguyên nhau nhau xuất hiện, Minh Đạo Long Đế thét dài một tiếng, như mũi tên rời cung bắn ra, xâm nhập thiên tiên giới ngoại khu vực chất keo. Triều Nguyên đạo bọn người không có chút nào kinh ngạc, chỉ gặp Minh đạo Long đế nhục thân táng hóa, trở nên vô cùng cường đại, quyền cước cùng sử dụng, vậy mà ở trong khu vực chất keo thế như trẻ tre, oanh mở chất keo vật chất, hướng Túy Nham tới gần. Thực lực của hắn thực sự cường hoành vô địch, cho dù khu vực chất keo mang tới áp lực càng lúc càng lớn, hắn cũng có thể trèo chống, tốc độ không giảm chút nào. Viễn Tổ đại Long lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng, càng thêm điên cuồng hướng mặt khác Long tộc cao thủ công tới. Đợi cho cái cuối cùng long tộc cao thủ bị đánh nhập khu vực chất keo, may mắn còn sống sót địa tiên giới những cao thủ không chịu được hoan hô lên, lệ nóng doanh trọng. Trong khoảng thời gian ngắn này, bọn hắn tử thương hơn phân nửa, nhưng rốt cuộc đem Thúy Nham đoạt lại. Tất cả mọi người lên thuyền, mang theo khối này Thúy Nham rời đi. Đại Long chăm chú nhìn trên không, cao giọng nói. Đám người khẽ giật mình, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy táng hóa minh đạo Long đế một đường đánh xuống đáng sợ tình hình. Lên thuyền, rời đi. Thánh tôn quát, phế vật thanh huyền trầm giọng nói, lên thuyền. Những người may mắn còn sống sót nhau nhau leo lên thúy nham lâu thuyền, ném ra ngoài xiềng xích, buộc lại khối kia như ngọn núi nhỏ thúy nham. Thánh tôn, lên thuyền, quân vô đạo quát, táng hóa, thánh tôn quát lên một tiếng lớn, quanh thân xương mù sám bay múa, thân thể liên tiếp tăng vọt, trở nên cao lớn dữ tợt, mặt xanh nanh vàng, đột nhiên một đòn nặng nề, đem thúy nham cùng lâu thuyền hướng địa tiên giới đưa đi. Thúy nham cùng lâu thuyền lái về phía địa tiên giới, nhưng mà tổ thần lại lưu lại, cùng bọn hắn hai người đứng chung một chỗ. Đối bọn hắn tới nói, khu vực chất keo cực kỳ sền sệt, để bọn hắn hành động gian nan, nhưng cũng không phải là đem bọn hắn hoàn toàn cố định. Bọn hắn vẫn như cũ có hành động năng lực, chỉ là muốn so lúc trước chậm rất nhiều lần. Viễn tổ đại long nao nao, nhìn về phía hai người, tổ thần thở dốc một hơi, cười nói ta còn có dư lực, không kéo ngươi chân sau. Thánh tôn nói táng hóa sau ta, thực lực tại tổ thần phía trên. Có thể chờ các ngươi một chút sức lực, Viễn Tổ Đại Long xoay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm hướng bên này tới gần Minh Đạo Long Đế, lẩm bẩm nói: "Ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế hậu đại." Oanh, Minh Đạo Long Đế đánh xuyên khu vực chất keo, khí lực chỉ là có chỗ suy sụp, nhưng vẫn như cú cường hoành vô biên, hướng ba người bọn họ đánh tới. "Thánh tôn, tổ thần cùng Viễn Tổ Đại Long thét dài, từ ba phương hướng, hướng Minh Đạo Long Đế công tới. Tại mảnh này nhìn như không có vật gì ngưng kết trong thời không, trên tu vi tranh lệch bị phóng đại rất nhiều lần, phe này động thủ, ba người bọn họ mới phát giác, công kích của mình tốc độ so Minh đạo long để muốn chậm rất nhiều. Hành động của mình tốc độ cũng so với đối phương muốn chậm rất nhiều. Trong lòng ba người trầm xuống, ngắn ngủi hai chiêu, tổ thần trọng thương không dậy nổi, bị một mảnh dạng nhánh cây hoa văn chói buộc, thánh tôn phun máu phè phè, khí huyết tán loạn, thập đại động nguyên thất linh bát lạc, khảm nạm ở trong khu vực chất keo, lập tức bị một chiêu đánh cho ngất đi. Viễn tổ đại long thực lực tu vi mạnh nhất, nhưng 10 chiêu qua đi, hắn thế thì đối phương 10 chiêu, đem hắn đánh cho nhục thân nguyên thần tách rời. Minh đạo long đế một tay một cái, nắm lên viễn tổ đại long nhục thân cùng nguyên thần, hai chân lợi chảo nhô ra, bắt lấy tổ thần cùng thánh tôn, thuận chính mình đánh xuyên qua thông đạo gào thét mà lên, bất quá một lát, liền rơi vào thiên tiên giới khe chỗ. Minh đạo long đế đem tổ thần, thánh tôn cùng đại long buông xuống, nói đem bọn hắn tu vi tấn phong, nhốt lại chấm tu vi hao tổn quá lớn, cần nghỉ ngơi mấy ngày gặp lại bọn hắn. Hắn tiện tay vung lên, không gian vỡ ra, lách mình đi vào trong đó, không gian khép kín. Triều Nguyên đạo bọn người vội vàng xuất thủ, đem thánh tôn, tổ thần cùng viễn tổ đại long phong ấn chân áp. Một vị long tộc tộc lão nói, Thúy Nham đã bị đối phương đoạt đi, có thể làm gì? Triều Nguyên đạo suy tư một lát, nói, bây giờ, chỉ có chúng ta tự mình xuất thủ, thuận bệ hạ mở thông đạo, từng chút từng chút đục xuyên khu vực chất keo. Đây là một cái khổ lực việc, tốc độ cực chậm, kém xa vận dụng túy nham. Bọn hắn bực này long tộc địa vị cực cao tồn tại, căn bản sẽ không làm loại này thô bỉ sự tình. Nhưng là minh đạo long đế đã xuất thủ, bọn hắn cũng đành phải kiên trì làm tiếp. Chỉ cần làm từng bước đập xuống đi, sớm muộn có một ngày, có thể đem khu vực chất keo đục xuyên. Thiên tiên giới, hứa ứng vận chuyển võ cực chứng đạo, thân thể táng hóa, đi vào chính mình phi thăng lúc chỗ đi tòa long thành kia. Tòa này quy mô hùng vĩ tiên thành có một tòa giác đấu trường, lúc trước hứa ứng nguyên vị ương cùng đại long bọn người chính là ở chỗ này, cứu đi địa tiên giới phi thăng giả. Hứa ứng một đường không trở ngại chút nào, đi vào mảnh này giác đấu trường, chỉ gặp lúc trước độ thế kim thuyền đụng qua sau lưu lại đổ nát thê lương đã bị quét sạch không còn, long tộc trùng tu nơi đây, trở nên càng thêm tráng lệ. Chỉ là gần nhất hẳn không có giác đấu, nơi này tương đối quạnh quẽ, chỉ có mấy cái long tiên thủ vệ. Mấy vị kia thủ vệ nhìn thấy hắn là dị nhân hình thái, không phải long tộc không dám thất lễ mặc cho hắn lại tới đây hứa ứng đứng tại chỗ cao nhất tâm niệm vừa động sau lưng bảy đại động nguyên xoay tròn lấy nổi lên hắn thu liếm táng hóa thân thể trở lại thân người mấy vị kia thủ vệ ngẩn ngơ lập tức hướng hắn đi tới quát hỏi ngươi là ai hứa ưng khí thế đột nhiên nở rộ khí tức kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng chỉ nghe rầm rập tiếng vang không ngừng truyền đến bốn phía mới xây kiến trúc tại khí thế của hắn áp bách dưới ẩm vang đổ sụp mấy tên long tiên kia thủ vệ dừng chân không nổi, riêng phần mình bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Tại hạ địa tiên giới hứa ứng, nghe nói thiên tiên giới vật bảo thiên hoa, địa linh nhân kiệt, hôm nay đặc biệt đến nhà bái phòng. Hứa ứng sau lưng, vĩ ngạn bất diệt nguyên thần cong cong thân thể, từ trong cơ thể hắn rút ra, từ từ thẳng lên thân eo, linh quang sáng chói cùng thiên tiên giới thiên đạo đối kháng, thanh âm ầm ầm u u, truyền khắp tòa long thành này, vang vọng bát phương. Lời vừa nói ra, toàn thành xôn xao từng tôn long tiên riêng phần mình phi thân lên hướng giác đấu trường bay tới có người nhận ra hứa ứng kêu lớn hắn chính là cái kia giết chết bỉ ngạn thất huyền công tử hứa ứng biệt tiên giới man di hắn cùng nữ tử kia đâm chết đụng bị thương không biết bao nhiêu bao nhiêu long tiên trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ nhao nhao hướng bên này bay tới bọn hắn vừa mới đến gần giác đấu trường khoảng cách hứa ứng còn có vài dặm chỉ nghe bành 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 tiếng vang không ngừng chuyển đến từng tôn long tiên nhao nhao bị hứa ứng khí thế ép tới không cách nào phi hành, từ không trung rơi xuống đất, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Có chút long tiên tu vi cường đại, thôi động tầng tầng đạo tràng, cố gắng bay tới đằng trước, nhưng cho dù là đạo cảnh lục trọng thiên, cũng không có thể tiếp cận hứa ứng, liền bị ép tới từ không trung rơi xuống. Mấy vị đạo cảnh thất trọng thiên cao thủ sau khi hạ xuống, cố gắng đi về phía trước. Nhưng khoảng cách hứa ứng còn có mấy chục bước, liền bị ép tới tai mắt mũi miệng, máu chảy không ngừng. Giang giác, một người hai chân nứt hết, quỳ trên mặt đất, trong miệng ô ô rung động, huyết dịch từ trong miệng ào ạt chảy ra. Ta hứa ứng, man gì vậy? Hứa ứng con mắt giống như trợn không phải trợn, giống như bế không phải bế, sau lưng bất diệt nguyên thần thanh âm càng vang dội, lấy bỉ ngạn đạo ngữ gọi hàng, còn xin chư vị thiên tiên giới đạo huynh, dùng bỉ ngạn đạo pháp giáo dục ta, giáo hóa ta. Hứa mỗ, cùng thiên tiên giới các vị đạo hiếu, luận đạo cao thấp, Chương 1182, các ngươi liền chút năng lực ấy. Hứa ứng, Man Di hứa ứng, Long Hoa Tiên Thành bên trong, cơ hồ tất cả long tiên đều bị kinh động, nhao nhao bay lên, hướng bên này trông lại. Càn Nguyên Động Nguyên bên trong tiên sơn khắp nơi trên đất, khắp nơi chim hót hoa nở, như là thánh cảnh. Một cái long tộc thiếu nữ nghe phía bên ngoài tiếng hồn ào, vội vàng từ trong học cung đi tới, nơi này là Long Hoa Thành Càn Nguyên Học Cung, truyền thụ cho là đến từ Bỉ Ngạn chi thức. Năm đó đế tử Minh Đạo xuất lĩnh độ thế kim thuyền, mang theo Triều nguyên đạo rất nhiều long tộc thoát đi tam giới, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đến bỉ ngạn. Bọn hắn mang đến bỉ ngạn tri thức, trở về đã hóa thành phế tích thiên tiên giới, ở chỗ này thành lập cái thứ nhất truyền đạo chi địa, chính là Càn Nguyên Học Cung. Cho đến ngày nay, bây giờ Càn Nguyên Học Cung đã kém xa trước đây, không bằng long đình đế đô bỉ ngạn học cung, nơi đó thậm chí ngẫu nhiên còn có bỉ ngạn cường giả giáng lâm, tự mình truyền thụ bỉ ngạn tuyệt học long tộc thiếu nữ kia nhìn thấy từng cái sư huynh đệ hướng ra phía ngoài bay đi lòng đầy căm phẫn tựa hồ rất là tức giận không biết chuyện gì xảy ra thế là cũng đi theo hướng ra phía ngoài bay đi đợi nàng đi vào càn nguyên động thiên bên ngoài bên ngoài tiếng người huyên náo loạn sị bát nháo ngàn vạn long tiên làm thành một cái vòng tròn lớn hướng cùng một cái phương hướng phóng đi long tộc thiếu nữ kia nhìn lại chỉ gặp bọn họ phóng tới chính là một tôn giống như bất diệt linh quang giống như vĩ ngạn nguyên thần nguyên thần hình thái cùng dị nhân có chút tương tự, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Mà tại nguyên thần này dưới chân, là một người dáng dấp có chút giống dị nhân, nhưng kích cỡ thấp bé rất nhiều, bộ dáng đẹp đẽ rất nhiều thiếu niên. Những năm gần đây, Long tộc trong thế hệ trẻ tuổi rất nhiều người đều lấy bỉ ngạn dị nhân vẻ đẹp là đẹp, không ít người tại hóa hình lúc, không hóa thành đầu rồng thân người, mà là hóa thành dị nhân hình thái, quần áo phục sức thậm chí trang dung giống như dị nhân. Càn Nguyên học cung bên trong liền có không ít dạng này Long tộc. Bất quá Kia Long tộc nữ tử lại nhìn ra được, cái bộ dáng này đẹp đẽ thiếu niên tuyệt không phải biến hóa Long tộc, cũng không phải dị nhân, ngược lại cùng đoạn thời gian trước những cái kia từ hạ giới phi thăng lên tới nhân tộc nô lệ có chút tương tự. Hắn là đến từ địa tiên giới Man Di. -Gi. Nàng vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên từng tôn Long tiên luống cuống tay chân, khống chế không nổi thân hình, như mưa rơi từ không trung rơi xuống, rơi xuống một chỗ. Càn Nguyên học cung một chút sư huynh đệ sư tỷ muội cũng tiến lên, dự định giết chết cái kia tự xưng Man Di hứa ứng ra hỏa. Những sư huynh đệ này thực lực tu vi mạnh hơn, sông đến cũng càng xa, nhưng mà mới vừa tới đến hứa ứng kia bên người, liền gặp phải nguyên thần của đối phương công kích. Lúc trước những này không ai bị nổi sư huynh sư tỷ bị tôn kia nguyên thần cơ hồ là một chiêu một cái, hết thảy đánh thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Long tộc thiếu nữ giật nảy mình, chỉ gặp nhân tộc man di kia bốn phía, ngổn ngang lộn xộn nằm đầy càn nguyên học cung đệ tử. Thương quyết tham kiến minh mạn công chúa, một thanh âm truyền đến, Long tộc thiếu nữ quay đầu, chỉ gặp một vị lão giả mặc thanh bào từ một tòa khác trong động nguyên đi ra, chính là trấn thủ Long Hoa Thành trưởng lão Thương Quyết. Lúc này, các trưởng lão khác cũng bị kinh động, nhao nhao đi ra nơi bế quan. Long tộc thiếu nữ minh mạn chào, nói: "Minh mạn gặp qua Thương Quyết trưởng lão, Thanh Thu Phong trưởng lão, Ngọc Lệnh Tài trưởng lão." Ba vị này trưởng lão đi ra động nguyên, liền gặp quy mô kia kinh người động nguyên treo ở bọn hắn sau đầu, đạo vận kéo dài, khí thế kinh người long hoa có tứ đại trưởng lão long đại là một cái trong số đó bất quá long đại tiến về địa tiên giới đến nay chưa về nơi đây còn thừa lại ngọc lệnh tài thanh thu phong cùng thương quyết ba vị trưởng lão long đại thực lực đặt ở địa tiên giới có thể vững vàng thắng qua hắn chỉ có tổ thần viễn tổ thánh tôn ba người mà thôi còn có một cái ngộ không đạo nhân có lẽ có có thể thắng được hắn nhưng ngộ không đạo nhân xuất quỷ nhập thần tu vi đến cùng đến một bước nào ai cũng không biết mà long hoa thành bên trong cùng long đại tương xứng trưởng lão còn có ba cái, có thể thấy được long tộc thực lực. Ba vị trưởng lão đều có trí tôn cấp động uyên, thực lực tu vi cường đại vô biên, nhìn thấy minh mạn công chúa chào, không dám thất lễ, vội vàng hoàn lễ. Ngọc lệnh tài dò hỏi, công chúa, gần nhất việc học như thế nào? Minh mạn công chúa lắc đầu nói, vẫn là không có tiến bộ. Ba vị trưởng lão riêng phần mình nhíu mày, cái này minh mạn công chúa là long đế minh đạo tiểu nữ nhi, ngang bướng không chịu nổi, long đế minh đạo tu vi thông thiên triệt địa, chính là bất hủ cảnh tồn tại, đặt ở bỉ ngạn cũng là cường giả. Nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhi này không còn dùng được, vụng về cực kỳ, dạy thế nào nàng táng hóa, dạy nàng bỉ ngạn đạo Pháp, nàng đều học không được. Lúc trước minh mạn công chúa còn tại Long Đình đế đô bỉ ngạn học cung cầu học, nhưng nàng quá ngu dốt bỉ ngạn học cung bên trong đối với nàng cũng là không thể làm gì. Minh đạo Long đế đành phải đưa nàng đưa đến càn nguyên học cung, chờ đợi nàng tiếp xúc đến nguyên thủy bỉ ngạn tuyệt học, có thể như vậy khai khiếu nhưng cơ hồ không dùng. Chuyện gì ồn ào, tộc lão ngọc lệnh tài gọi một cái long tiên, dò hỏi. Cái kia long tiên liền tranh thủ hứa ứng tự xưng man di, đến đây khiêu chiến, muốn xin mời long tộc lấy bỉ ngạn pháp môn giáo dục giáo hóa chính mình sự tình nói một phen. Tộc lão ngọc lệnh tài nghe vậy, ánh mắt rơi trên người hứa ứng, thoảng qua kinh ngạc, nói, biệt tiên giới vốn là ta long tộc lãnh địa, bây giờ bị nhân tộc yêu tộc những này trùng tộc cấp thấp cầm giữ. Nhân tộc phi thăng giả thân thể nhỏ yếu, tu vi thấp, đạo Pháp sát lại phía sau, lần trước phi thăng tiên giới những này nhân tộc nô lệ, bản sự đều chẳng qua như vậy. Man di này hứa ứng, lại còn dám đến khiêu chiến. Thương quyết trưởng lão nói, hắn tự xưng Man di, mời chúng ta giáo hóa, như vậy ta Long Đình liền dạy hóa giáo hóa hắn. Ứng ngũ diệp, một cái long tộc cao thủ trẻ tuổi đi ra hắn sau đầu động uyên, trầm giọng nói, đệ tử tại. Thương quyết nói, người đi để man di này, biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ứng ngũ diệp xưng phải, Vô hình khí thế nở rộ, lập tức bốn phía Long Tiên giống như là bị vô hình bàn tay đẩy ra, không tự chủ được hướng hai bên mà đi. Ngọc Lệnh Tài lộ ra dáng tươi cười, hướng hai vị khác trưởng lão nói, ứng ngũ diệp gần nhất chút năm danh tiếng đang thịnh, rất có trở thành ta Long Hoa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ xu thế. Lần này hắn đến giáo hóa Man Di, rất là phù hợp. Lúc này, một cỗ khí tức khác nở rộ, chỉ thấy đám người bỗng nhiên bị tách ra, một vị khác cao thủ trẻ tuổi đi tới bốn phía long tiên cùng hắn khoảng cách cách càng ngày càng rộng không gian nhưng khi hắn sau khi đi cái kia khuếch trương không gian liền lại từ khép lại chiêu thần thông này quả thực làm người ta nhìn mà than thở ứng ngũ diệp người ngũ trúc phần thiên công hoàn toàn chính xác bất phàm nhưng chưa hẳn liền có thể thắng qua man di hứa ứng người này đi bộ nhàn nhã mỉm cười nói ban đầu ở trong giác đấu trường man di hứa ứng đánh chết thất huyền công tử người nên không phải cảm thấy người có thể thắng được thất huyền công tử a một vị khác long tộc trưởng lão thanh thu phong vuốt dâu, ha ha cười nói, đệ tử của ta nguyên trang, chưa hẳn liền so ứng ngũ diệp kém. Đột nhiên, cười to một tiếng truyền đến, lại có một vị long hoa thành tuấn kiệt dạo bước đi tới, khí thế không gì sánh được cường hoành, những nơi đi qua, từng cái long tộc tiên nhân bị khí thế của hắn nghiền ép, nhao nhao từ trên bầu trời rơi xuống. Kia long tộc đại hán khí thế hung ác, xử sự, sự bá đạo, đem cản đường người hết thảy chân áp, nói, nguyên trang, ứng ngũ diệp, các người đệ thất cảnh chưa tu luyện viên mãn trận chiến này nhất định phải ta du long bật tự mình đến đây ngọc trưởng lão cười nói đệ tử ta du long bật mới là long hoa trong thế hệ trẻ tuổi thứ nhất ứng ngũ diệp nguyên trang cùng du long bật chính là long hoa thành tam kiệt là trong thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất ba người đúng là bọn họ ba vị tộc lão đệ tử cũng là càn nguyên học cung bên trong xuất sắc nhất ba người ứng ngũ diệp biết nguyên trang du long bật tu vi so với chính mình không kém chút nào bước đầu tiên hướng hứa ứng đi đến nói kẻ này lấy man di tự cho mình là, một cái man di đến đây thụ giáo dục giáo hóa, nếu là không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ngược lại bị man di chế nhạo. Ta tới trước giáo hóa hắn, hắn thét dài một tiếng, thôi động ngũ trúc phần thiên công, thất trọng đạo cảnh triển khai, khí thế tăng lên một bậc. Trong đạo cảnh kia, năm đóa dị hỏa như cùng đi từ u minh nến, lại như cái gì quái vật khổng lồ con mắt, hậu phương một vùng tăm tối, chỉ có ánh nến thăm thẳm thiêu đốt. Ngay tại ứng ngũ diệp đi về phía trước ra đồng thời, Nguyên Trang, Du Long bật cúng từ đi ra, riêng phần mình thôi động công pháp, Nguyên Trang tu luyện là phù đồ thiên tâm quyết, Du Long bật tu luyện là tạo hóa huyền công. Hai môn công pháp này cùng ngũ trúc phần thiên công, đều là năm đó chiếc kia độ thế kim thuyền từ bỉ ngạn mang về tuyệt học, mỗi một môn công pháp đều là trực chỉ bất hủ cảnh. Ba người phát hiện bên cạnh hai người cùng mình cùng một chỗ phóng tới hứa ứng, đều có chút trần chờ chúng ta là đến giáo hóa man di, nếu là cùng một chỗ tiến lên, chẳng phải là muốn bị man di chế nhạo. Ba người không hẹn mà cùng dừng bước lại, Ứng Ngũ Diệp cười ha ha nói, hai vị sư huynh, hôm nay giữa chúng ta hẳn là trước phân ra thắng bại, người nào thắng, ai liền có giáo hóa man di cơ hội. Du Long bật nói, ta cũng đang có ý này, Nguyên Trang cười nói, đem bọn ngươi hai vị thu phục, lại giáo hóa man di cũng không muộn. Chương 1183, ba người chiến ý dâng cao, riêng phần mình đem công pháp thôi phát đến cực hạn, thất trọng đạo cảnh toàn bộ triển khai, đang muốn quyết thắng đột nhiên hứa ứng sau lưng nguyên thần đại thủ nâng lên, lập tức trên bầu trời một mảnh sáng tỏ, hướng ba người phủ xuống. Các người quá dài dòng, một trường này một ngạt kinh người, đè xuống thời điểm bốn phía vô số thiểm điện vây quanh bàn tay bay múa, từ bên trong ra ngoài bộc phát ra, phảng phất trong hư không giấu giếm năng lượng bị hắn một trường này đè ép đi ra, hóa thành lôi đình phóng thích. Ứng ngũ diệp, nguyên trang cùng du long bật ba người chỉ cảm thấy một trường này là nhắm vào mình mà đến, quyết định thật nhanh phồng lên tất cả pháp lực thôi động thần thông nghinh tiếp oanh hứa ứng nguyên thần đại thủ nghiền nát ba người tất cả thần thông đem ba người một trường từ không trung che xuống hung hăng nện ở trên mặt đất đợi cho một trường này nâng lên chỉ tầm mắt mặt bị nện đến thật sâu rơi xuống ba người chỉ còn lại có chán còn lộ ở bên ngoài hứa ứng vẫn như cú mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bất diệt nguyên thần mở miệng thanh âm chấn động long hoa thành đường đường thiên thiên giới lồng lộng đại long đình học bỉ ngạn tuyệt học huyết thống tôn quý, đạo pháp hưng vượng, lại không thể để cho ta man di này mở vừa mở tầm mắt. Các ngươi thi triển đạo pháp, thô bỉ không chịu nổi, không có chút nào thắng qua ta man di này địa phương, khiến cho ta thất vọng. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt thần quang tứ xạ, lạnh lùng nói, còn có vị nào, muốn dạy dục một chút ta man di này. Minh mạn công chúa giật nảy mình, vội vàng hướng thương quyết trưởng lão nói, trưởng lão, ta muốn học cái này thương quyết dài lão liên vội nói tiểu tử này vận dụng là địa tiên giới man di tu luyện pháp môn so bị ngạn đạo pháp yếu đi không biết bao nhiêu công chúa chờ có nói đùa minh mạn cung chủ nhếch miệng nói nhưng các người dạy ta những vật kia hết lần này tới lần khác liền đánh không lại người ta ba vị trưởng lão nghe vậy không khỏi đều nhíu chặt lông mày nếu là những người khác nói như vậy sớm đã bị bọn hắn đánh chết nhưng vị này hết lần này tới lần khác là long đế ấu nữ không động được nàng bốn phía vô số long tiên tức giận nhưng mà lại không người dám can đảm tiến lên khiêu chiến hứa ứng ứng ngũ diệp ba người đã là long hoa thành xuất sắc nhất cao thủ tuổi trẻ có thể thắng qua bọn hắn không nhiều cùng tiến lên đánh chết hắn có người kêu lớn hứa ứng bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại chủ tiên kiếm ý cái kia vô biên sát ý cuồng bạo tuôn ra cái kia long tiên miệng phun máu tươi bị cái này diệt tuyệt hết thảy sát khí đánh ngất đi bốn phía lặng ngắt như tờ không người còn dám nói chuyện hứa ứng đột nhiên ánh mắt quét về phía bầu trời rơi vào ngọc lệnh tài thương quyết cùng thanh thu phong tam đại trưởng lão trên thân cười ha ha nói ba vị trưởng lão tại hạ man di hứa ứng muốn mời ba vị trưởng lão vui lòng chỉ giáo ba vị trưởng lão vừa sợ vừa giận đột nhiên hứa ứng nhục thân nguyên thần hợp hai làm một đằng không mà lên hướng thương quyết đánh tới phó cực chứng đạo vận chuyển bất hủ bát pháp để tứ pháp chu tiên thi triển đi ra diệt thế sát ý đánh tới quả nhiên là bá đạo không gì sánh được Thương quyết hừ một tiếng, thôi động ngũ trúc phần thiên công, môn công pháp này không hổ là thẳng tới bất hủ cảnh huyền công, trong tay hắn cùng tại ứng ngũ diệp trong tay hoàn toàn là hai loại trạng thái. Thương quyết bát trọng đạo cảnh triển khai, đạo cảnh nặng nề không gì sánh được, như là bát trọng đại đạo biến thành thế giới, mà ở thế giới chỗ sâu, năm cái sâu kín con mắt mở ra, phảng phất đốt lên một thân tu vi của hắn, để thương quyết trưởng lão thực lực tu vi tăng lên biên cuồng. Hai người một cái võ đạo thần thông, một cái là bỉ ngạn thần thông, va chạm trong nháy mắt, hứa ứng võ đạo cực ý triển khai, nhìn vạn đạo thân ảnh từ khác nhau góc độ, riêng phần mình thôi động chu tiên tàn kiếm, hoặc nhanh hoặc chậm, hướng thương quyết công tới. Như thế thần thông, kinh diễm long thành, để người quan chiến phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Hứa ứng cùng Long đại trưởng lão tranh phong, thu hoạch rất nhiều, lúc này bản lĩnh càng hơn đánh với Long đại một trận thời điểm. Bây giờ hắn không cần táng hóa, liền gần như có được táng hóa thực lực. Chu Tiên kiếm ý tựa như làm cho cả Long Hoa Tiên Thành Lâm vào đại diệt việt bên trong, tựa hồ tất cả mọi người tu trì đại đạo đều muốn tại kiếm quang kia bên dưới sụp đổ tan rã. Lúc trước ngoài 10 dặm Long Tiên còn có thể trôi lơ lửng trên không trung, giờ phút này đột nhiên người người đại loạn, từng cái đạo pháp mất khống chế, từ không trung ngã xuống tới. Thương quyết hậu phương, Minh Mạn công chúa gặp tình hình này, hưng phấn đến phát run, trong lòng gieo họ, ta muốn học cái này, ta muốn học Man di. Suy 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 thương quyết chúng liền mấy chục kiếm, máu me tung tóe, hắn không có luyện thành đại đạo cực ý, đối mặt võ đạo cực ý thế công tự nhiên tại chiêu pháp trên thần thông kém xa tít tác. Huống hồ lúc này Chu Tiên thần thông, so hứa ứng long đại một trận chiến lúc càng thêm hoàn mỹ, đối mặt như thế thần thông, hắn không thể nào ngăn cản. Nhưng vào lúc này, thương quyết trong đạo tràng, năm đó ánh nến hậu phương, một cỗ hùng vĩ không gì sánh được ý niệm mãnh liệt tuôn ra, cùng Chu Tiên kiếm ý đối kháng, không rơi vào thế hạ phong hứa ứng trong lòng giật mình hắn chưa bao giờ từng gặp phải có thể cùng chu tiên kiếm ý đối kháng ý chí chu tiên kiếm ý thực sự quá mạnh có diệt tuyệt vũ trụ lại diễn hồng hoang tư thế dù là tổ thần dù là thánh tôn cũng không có đáng sợ như vậy hủy diệt ý chí tại loại ý chí này dưới thiên địa đại đạo đều đem tan giã nhưng từ thương quyết trong đạo cảnh truyền đến cổ thần ý chí lại cường hoành đến đáng sợ để hắn không khỏi hoài nghi thương quyết phải chăng có thể luyện ra như thế đáng sợ ý chí nếu không có thương quyết luyện như vậy cô ý chí này đến từ nơi nào? Nương theo lấy cô ý chí này trùng kích, Chu Tiên Thần Thông lập tức tan giã. Hứa ứng lập tức biến chiêu, chuyển thành đệ ngũ pháp phản đạo, quanh thân đại đạo cùng vang lên, bốn phương tám hướng công tới, vô luận là thương quyết hay là ngọc lệnh tài có thể là thanh thu phong, hết thảy tại dưới công kích của hắn. Long hoa thành tam đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, riêng phần mình xuất thủ, nghênh tiếp hắn vạn đạo thần thông, bốn người vừa mới dưới sự va chạm, hứa ứng lập tức rất cảm thấy áp lực, loại trùng kích kia trí tôn, nhìn thấy trí tôn cửa trước cảm giác, lại lần nữa vào tới. Hứa ứng hưng phấn không hiểu, ngạnh kháng tam đại long tộc trưởng lão vây công, tích địa, chư thiên, long vũ, chu tiên, vạn đạo, tuế nguyệt, luân hồi các loại thần thông thay nhau sử xuất, cùng tam đại long tộc trưởng lão đối kháng. Nếu là một vị trưởng lão, hắn còn có thể đối đầu, nhưng tam đại trưởng lão xuất thủ, dù là hắn bất hủ bát pháp là hắn từ lúc chào đời tới nay khai sáng tinh diệu nhất chiêu pháp, cũng ngăn cản không nổi tam đại trưởng lão công kích không gì sánh được cương mãnh rơi vào trên người hắn đánh cho hứa ứng quanh thân kim quang lập lòe hứa ứng lập tức chỉ cảm thấy thật lâu không có nhúc nhích vô lậu kim thân lại từ tăng lên biên cuồng hắn ý đồ trùng kích trí tôn cửa trước nhưng từ đầu đến cuối kém chút hỏa hầu hứa ứng giận tím mặt long tộc tam đại trưởng lão các ngươi liền chút năng lực ấy sao lời vừa nói ra tam đại trưởng lão tức giận chăm miệng một lời táng hóa oanh tam đại trưởng lão khí diễm phóng lên tận trời riêng phần mình táng hóa trong khoảnh khắc hóa thành cổ thần hình thái hứa ứng liên tục đón lấy bọn hắn ba chiêu ngũ tạng lục phủ cơ hồ vỡ vụn vô lậu kim thân trong nháy mắt đạt tới cực hạn thể nội dị chủng đại đạo càng để lâu càng nhiều vượt qua hắn có khả năng áp chế cực hạn hắn mặc dù khoảng cách trí tôn cảnh không gì sánh được chi gần nhưng lại thấy được tử vong nhanh hơn trí tôn cảnh một bước giáng lâm hứa ứng không nói lời gì thôi động luân hồi thần thông bước lui ngọc trưởng lão gào thét phóng ra ngoài tam đại trưởng lão cùng nhau đưa tay riêng phần mình thần thông bộc phát, hướng sau lưng của hắn đánh tới. Hứa ứng đem võ cực chứng đạo thôi phát đến cực hạn, đồng thời đón lấy ba người thần thông, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, thân hình của hắn bằng tốc độ kinh người đi xa, tiếng cười to xa xa truyền đến, lòng tộc tam đại trưởng lão, lấy lớn hiếp nhỏ, không gì hơn cái này. Ba vị liên thủ, vẫn như cũng không làm gì được ta man di này. Tam đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, phi tốc đuổi theo, lại đã mất đi hứa ứng bóng dáng. Thanh Thu Phong lạnh lùng nói, tìm tới người này, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nếu không ba người chúng ta mặt mũi liền mất hết, tam đại trưởng lão liên thủ, ngay cả một cái hạ giới tới cấp thấp nhân tộc đều không thể cầm xuống, mà lại nhân tộc này tự xưng man di, đến lĩnh giáo long tộc bỉ ngạn tuyệt học, loại chuyện này truyền đi, tuyệt đối sẽ để ba người bọn họ mất hết thể diện, trở thành thiên tiên giới trò cười. Ba người chia ra hành động, riêng phần mình tìm được hứa ứng tung tích, cũng không lâu lắm, ba người riêng phần mình nhãn tình sáng lên, tìm khắp đến hứa ứng lưu lại tung tích, hướng phương hướng khác nhau đuổi theo. Bọn hắn sau khi đi không bao lâu, hứa ứng hiện thân, thân hình có chút lảo đảo, thấp giọng nói, lần này có chút khinh thường, không nên trực diện tam đại trưởng lão, nếu là hai cái, nói không chừng liền có thể vững vàng tiến vào trí tôn cảnh. Hiện tại thủ thương nặng như vậy, chỉ sợ cần mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Hắn lấy nhất khí hóa tam thanh, phân ra ba tôn thiên địa nguyên thần, đem tam đại trưởng lão dẫn đi, chính mình lại che giấu khí tức giấu ở nơi đây, đợi đến tam đại trưởng lão rời đi lúc này mới hiện thân. Uy, phía sau hắn đột nhiên truyền tới một thanh âm thanh thúy, ta bái ngươi là. Hứa ứng không cần nghĩ ngợi quay người, lấy tay cầm ra, chỉ gặp một cái long tộc thiếu nữ bị hắn pháp lực giam cầm, thân bất do kỳ bay tới, khoa tay múa chân, sau một khắc liền bị hắn nắm cái cổ, liền muốn tắt thở. Yếu như vậy tu vi, hứa ứng kinh ngạc, hơi buông tay, long tộc thiếu nữ kia cái cổ nghiêng một cái, ngất đi. Trương 1184, đến đánh ta nha. Minh Mạn công chúa mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã thấy chính mình chẳng biết lúc nào đi vào một mảnh u ám địa phương, giống như là một chỗ cung điện cổ lão. Nàng đứng dậy, tòa cung điện này hẳn là bị cho tàn vùi lấp dưới đất, không thấy ánh mặt trời, nhưng mà lại có ánh sáng yếu ớt từ những cái kia sinh trưởng tại âm u dưới mặt đất trên dây leo soi sáng ra, để trong này không đến mức lộ ra quá tối đen. Minh Mạn công chúa bốn phía nhìn lại, cung điện trên vách tường có pha tạp bích họa sắc thái đã chóc ra, không có khả năng phân biệt bích họa nội dung. Đột nhiên, nàng dưới chân dẫm lên cái gì, đột nhiên trượt đi ổn định thân hình, cúi đầu nhìn lại, rõ ràng là một bộ đầu rồng thân người đạo nhân hải cốt, trên người áo bảo đã hóa thành cho tàn. Trong nội tâm nàng giật mình, vội vàng đi ra ngoài, chỉ gặp càng nhiều long tiên hải cốt đập vào mi mắt. Minh mạn công chúa đáy lòng thình thịch đập loạn, nàng biết loại địa phương này là thời đại trước, thời đại thái cổ di tích, bị vùi lấp tại nặng nề đạo hôi phía dưới. Theo Long Đình sách sử ghi chép, thời đại Thái Cổ, Thúy Nham đột kích, rơi xuống ở trong Long Đình, đem Thái Cổ Long Đình hủy diệt, tất cả Long tộc bởi vậy diệt tuyệt. Khối kia Thúy Nham lực lượng quá mạnh, dẫn đến Long Đình thời đại thiên địa đại đạo cùng may mắn còn sống sót cường giả đại đạo, toàn bộ hóa thành cho tàn, bay bổng, hạ trọn vẹn một triệu năm đạo hôi chi tuyết. Từ đây, Thái Cổ Long Đình thời đại bị triệt để vùi lấp tại đạo hôi phía dưới, không có để lại nửa điểm vết tích. Bây giờ thiên tiên giới Long Đình, chính là xây dựng ở đạo hôi phía trên, phát triển lớn mạnh, triệt để từ bỏ quá khứ. Chỉ là đạo hôi dưới thái cổ di tích cực kỳ nguy hiểm, nghe đồn nơi đó còn có lấy thời đại thái cổ còn sót lại còn sót lại oan hồn du đáng, mang theo vô tận oán niệm, bám vào khi tiến vào nơi đây thám hiểm long tộc trên thân, đem bọn hắn biến thành quái vật, giữ tợn khủng bố, thôn vệ mỗi một cái có can đảm tiến vào nơi đây sinh linh. Thường xuyên có long tộc chết ở trong thái cổ di tích nghe đồn, khiến cái này di tích tại trong lòng mọi người trở nên âm trầm khủng bố. Minh mạn công chúa cẩn thận từng ly từng tí đi ra tòa này cổ lão thái cổ tiên điện, đã thấy vùng không gian dưới đất này không gì sánh được rộng lớn, giống như là lòng đất cất giấu một cái tiểu thế giới. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ tầm mắt đáy bầu trời thế mà còn có chút điểm sao dày đặc, như là ngân hà treo ở trên màn trời. Nhưng nàng nhìn kỹ lúc mới phát hiện, đó là từng cây treo ngược tại thạch khung lư bên trên hoa cỏ. Bọn chúng khỏe mạnh đến không tưởng nổi, giống như là từ đạo hôi bên trong hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng. Trừ cái đó ra, thế giới dưới lòng đất bốn phía trên vách đá, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có to lớn xương rồng khung xương, phần quanh vùng thế giới dưới lòng đất này một vòng, chiều dài kinh người. Hẳn là năm đó tai biến phát sinh lúc, có long tiên hiện ra chân thân, lấy đại đạo của mình tự thành một giới, thủ hộ trong tiên điện đám người. Nhưng mà, đại đạo thành cho, vẫn như cũng khó tránh khỏi diệt tuyệt. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta giống như nhớ kỹ, ta đuổi theo man di kia, muốn bái hắn làm thầy. Nàng vừa nghĩ đến nơi này, liền nhìn thấy tinh không dưới, man di thiếu niên kia mình trần ngay tại đứng ở phía trước hô hấp thổ nạp, trị liệu trên thân thể tổn thương. Man di mặt thiếu niên đen, nhưng thân thể cũng rất trắng, thân thể cường tráng, thon dài, mặc vào y phục lúc, căn bản nhìn không ra. Theo hô hấp của hắn, phía sau hắn động nguyên cũng đang hô hấp thổ nạp, lúc lớn lúc nhỏ, tiên linh chi khí liên tục không ngừng từ trong động nguyên tràn ra, chảy vào trong cơ thể của hắn. Đột nhiên, thiếu niên kia vô cùng cường đại tinh thần tại thân thể của hắn bốn phía hình thành từng cái huyễn ảnh, diễn luyện võ đạo, suy luận như thế nào phá giải thương quyết các loại tam đại trưởng lão bỉ ngạn thần thông. Trên người hắn có nhiều chỗ cực kỳ nghiêm trọng đạo thương, theo võ đạo cực ý thôi diễn, trên người hắn đạo thương cũng dần dần khép lại, lại là tam đại trưởng lão đạo pháp bị hắn dần dần phá vỡ. Như vậy thông minh nhân vật, minh mạn công chúa cũng là lần đầu tiên gặp. Bất quá thương quyết các loại trưởng lão ngũ trúc phần thiên công, phù đồ thiên tâm quyết cùng tạo hóa huyền công, cực kỳ tinh diệu tinh xảo, không hổ là đến từ bỉ ngạn tuyệt học, chỗ cao minh, ngay cả hứa ứng cũng vô pháp phá giải, đến mức trên người có chút ngoan cố đạo thương. Trong đó tạo hóa huyền công đạo diệu, thậm chí còn ở trên tạo hóa trí tôn, nhưng cùng tạo hóa trí tôn công pháp hẳn là nhất mạch tương thừa, chỉ là cấp bậc cao hơn. Bốn phía có chút âm lãnh, minh mạn công chúa hai tay ôm ở trước ngực, bọc lấy thân thể, gặp hứa ứng còn tại khắc khổ tu luyện, lớn tiếng nói thái cực giả, bản nhiên chi diệu vậy động tính giả sở thừa chi cơ vậy, âm dương giả sở sinh gốc dễ vậy, thái cực chiều tượng, đạo giả âm dương hình xuống khí vậy. Động tính tự dưng, âm dương vô thủy, tạo hóa này chỗ do lập chỗ nào. Nàng sử dụng ngôn ngữ, là bỉ ngạn chi đạo ngữ, trong đó có nhiều tối nghĩa chỗ, huyền ảo nan giải. Hứa ứng trong lúc bất giác nghe đến mê mẩn, đưa nàng chỗ tụng kinh văn áo nghĩa từng cái hiểu rõ, trong lòng khẽ nhúc nhích, đây chính là đến từ bỉ ngạn tạo hóa huyền công bên trong nội dung. Qua không lâu, Minh Mạn công chúa đem tạo hóa huyền công kinh nghĩa nguyên văn đọc thuộc lòng một lần, gặp hứa ứng trên người đạo thương thiếu đi mấy chỗ, tiếp tục nói, lấy tượng tại kim hoa, bí một chữ quang ở bên trong, là tiên thiên thái ất chi chân khí, thủy hương chỉ chỉ một vị người này vậy. Hồi quang chi công, toàn dùng nghịch pháp, chú tưởng thiên tâm, thiên tâm ở trong nhật nguyệt. Hứa ứng không khỏi kinh ngạc, chính mình kém chút bóp chết lòng nữ, thế mà đọc thuộc lòng ra một môn khác cực kỳ tinh diệu công pháp áo nghĩa. Mà môn công pháp này áo nghĩa, hẳn là thanh thu phong trưởng lão sở tu cầm phù đồ thiên tâm quyết. Minh mạn công chúa đem phù đồ thiên tâm quyết đọc thuộc lòng một lần, liền gặp hứa ứng trên người đạo thương mất đi mấy chỗ. Nàng lại đem thương quyết trưởng lão tu luyện ngũ trúc phần thiên công bị ngạn chân kinh đọc ra, đợi cho môn công pháp này đọc xong, hứa ứng trên người đạo thương đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, man di này tại lưng mình tụng thời điểm, liền đem ba môn công pháp ảo diệu lĩnh ngộ, chữa khỏi đạo thương. Man di thật thông minh. Minh mạn công chúa con mắt lóe sáng tinh tinh, lập tức sắc mặt ảm đạm, ta đần quá, cho tới bây giờ học không được, chỉ đọc một đống lớn vô dụng công pháp kinh nghĩa. Hứa ứng xoay người lại, mặc vào y phục, hướng nàng đi tới, hào hoa phong nhã nói, vị cô nương này, sưng hô như thế nào. Hắn lúc trước cương mãnh bá đạo, trấn áp long hoa thành vô số long tiên, bây giờ lại rất có người đọc sách phong phạm. Minh mạn công chúa vội vàng nói, ta họ Minh, tên một chữ một cái chữ mạn. Ta đần vô cùng, làm sao cũng học không được bỉ ngạn công pháp muốn bái ngươi vi sư học ngươi tu luyện man di công pháp không biết tính sao nhìn thấy ngươi liền chết ngất nàng dùng chính là bỉ ngạn đạo ngữ truyền đạt ngôn ngữ bản ý hứa ứng nghe vào trong tai liền biết nàng trong lời nói ý tứ trong lòng kinh ngạc nói gian ngoan cái tên này chẳng phải là nói nàng đầu giống như hòn đá cứng rắn có thể dạy biết a à, thế nhưng là vừa rồi cô nương này đọc thuộc lòng kinh nghĩa như vậy thâm ảo tối nghĩa kinh nghĩa đều có thể đọc ra đến, rất thông minh đâu. Minh Mạn công chúa niệm tụng ba môn công pháp, trợ hắn trị liệu đạo thương, đồng thời để hắn luyện hóa thể nội dị chủng đại đạo, hứa ứng tu vi cũng phải lấy tiến thêm một bước. Thể diện này không thể không cấp, hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, đánh vỡ gian ngoan cần ngộ không. Tên của nàng gọi Minh Ngoan, chính thích hợp ngộ không đạo nhân môn công pháp này. Minh Ngoan cô nương, chúng ta tiến vào tiên điện nói chuyện. Hứa ứng đi vào tiên điện này, phung tay áo nhẹ phẩy, cho tàn diệt hết, lại đem những long cốt đạo nhân kia mời đến một bên. Hắn ngồi ngay ngắn xuống, ra hiệu Minh Mạn công chúa ngồi ở trước mặt mình, nói: "Ngươi từ bỏ tồn tưởng, nhất niệm không sinh, ta muốn trước xem xét căn cốt của ngươi như thế nào." Minh Mạn công chúa ngồi ở trước mặt của hắn, nhắm mắt lại, rất nhanh liền nhất niệm không sinh. Hứa ứng thần thức xâm nhập trong cơ thể của nàng, lập tức cảm giác được long tộc này thiếu nữ thể nội cái kia có giống như đại dương thâm thúy giống như tinh không giống như minh mông huyết mạch chi lực, tinh khiết không gì sánh được. Hắn không khỏi kinh ngạc, cỗ này huyết mạch chi lực mang theo viễn tổ khí tức, ở vào đêm tỉnh chưa tỉnh ở giữa, lại bị nàng tu luyện bỉ ngạn đạo pháp áp chế, từ đầu đến cuối không cách nào thức tỉnh. Tư chất cỡ này, đừng nói đối với long tộc, liền xem như đối với yêu tộc các loại dựa vào huyết mạch lực lượng chủng tộc, cũng là vô cùng tốt. Tốt làm cho người giận sôi, khiến cho người hâm mộ phát cuồng. Chương 1185, nhưng là viễn tổ huyết mạch chi lực, hết lần này tới lần khác cùng bị ngạn đạo pháp khắc chế lẫn nhau, khó trách nàng tu vi thấp kém như vậy. Bây giờ Long tộc đã không tu luyện huyết mạch chi lực, thức tỉnh trong huyết mạch lực lượng sao? Hứa Ứng hơi kinh ngạc, theo lý tới nói, huyết mạch chi lực là Long tộc đáng tự hào nhất lực lượng, nguồn lực lượng này bọn hắn vô luận như thế nào không có khả năng vứt bỏ. Bây giờ thiên tiên giới Long tộc, ngay cả loại lực lượng cường đại này đều vứt bỏ, thậm chí không biết nên tu luyện như thế nào, để hắn thực sự không hiểu. Tốt, mở mắt ra đi. Hứa ứng một bên suy tư, vừa nói. Minh mạn công chúa mở to mắt, chỉ gặp thiếu niên này đứng dậy, đi vào những long cốt đạo nhân kia bên người, dần dần dò xét những này long cốt đạo nhân, không biết muốn làm cái gì. Minh mạn công chúa vô cùng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo hắn, sau một lúc lâu, hứa ứng lộ ra nét mừng, hai tay hợp thành chữ thập, hướng một vị long cốt đạo nhân bái một cái, tụng nói, đạo huynh chớ trách. Hôm nay ta muốn mượn đạo huynh còn sót lại đạo cốt, điểm hóa Minh Ngoan." Minh Mạn công chúa nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ trong miệng hắn Minh Ngoan là ai. Hứa ứng cung cung kính kính, hai tay nâng lên cái kia long cốt đạo nhân đầu lâu, nhẹ nhàng nhấc lên, răng rắc một tiếng, đem đạo nhân xương đầu gỡ xuống, đưa đến Minh Mạn công chúa trước mặt, nói: "Minh Ngoan, ta kích phát vị đạo huynh này đạo cốt bên trong còn sót lại lực lượng, kích phát huyết mạch chi lực của ngươi." Hắn thôi động đạo nhân xương đầu đạo nhân kia khi còn sống cực kỳ cường đại là long tiên bên trong cường giả đỉnh cấp hẳn là nơi đây chủ nhân trong đạo cốt còn sót lại lấy một bộ phận cực kỳ thuần túy long tộc đạo lực giờ phút này cái này yếu ớt đạo lực bị hứa ứng kích phát hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hào quang bắn vào minh mạn công chúa mi tâm minh mạn công chúa ngẩn ngơ chỉ cảm thấy đạo hào quang kia nhập thể không có bất kỳ cái gì dị trạng phát sinh nhưng sau một khắc nàng không tự chủ được phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm tiếp lấy tinh mịn sáng tỏ vẩy rồng từ dưới ra thịt mọc ra, trong máu từng luồng từng luồng mạnh mẽ phi phàm lực lượng tuôn ra, tràn ngập thân thể của nàng, đưa nàng lúc trước tu luyện các loại bỉ ngạn đạo pháp, hết thảy quét sạch sành xanh. Minh mạn công chúa trong óc vô số đến từ viễn cổ tổ tiên mảnh vỡ ký ức ùn ùn kéo đến, đó là viễn tổ chiến đấu pháp môn, lạc ấn tại trong huyết mạch lực lượng, dần dần thức tỉnh. A a a, lòng ngầm vang lên, chấn động vùng thế giới dưới lòng đất này. Minh Mạn công chúa đột nhiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ẩn tàng thiên tính tỉnh lại, thân thể xoay tròn, hóa thành một đầu ngân long gào thét bay lên, tại cổ lão trong tiên điện quay chung quanh cây cột xuyên thẳng qua, bỗng nhiên nhảy ra tiên điện, tại thế giới dưới mặt đất du đáng phi hành. Từng luồng từng luồng lực lượng cường đại tràn ngập nhục thể của nàng, gột rửa nguyên thần của nàng, đưa nàng thân thể hướng đạo cốt đạo thể chuyển biến. Hứa ứng đi vào ngoài điện, ngửa đầu nhìn lại, hâm mộ phi thường. Hắn tu luyện tới đạo thể đạo cốt một bước này, hay là tại sao khi thành tiên mới khó khăn lắm làm đến, mà cái này long tộc thiếu nữ trong huyết mạch tự nhiên liền cất giấu loại lực lượng cường đại này. Thiên phú như thế, hâm mộ không tới. Minh mạn công chúa vui chơi giống như tại vùng thế giới dưới lòng đất này xuyên thẳng qua tới lui, khí tức càng ngày càng mạnh, đạo thể đạo cốt càng ngày càng thuần túy, không chịu được trường ngâm không dứt. Nàng chỉ cảm thấy chính mình chưa từng như này vui sướng qua, vui sướng qua. Nguyên lai like nàng kiềm chế thiên tính, vì không cô phụ phụ thân minh đạo long đế kỳ vọng, đau khổ tu luyện, đau khổ rèn luyện, nhưng không có bất luận thành tựu gì, bị người chế giễu tư chất thường thường, nhận qua ủy khuất có thể nghĩ. Nhưng bây giờ, nàng mới phát giác được chính mình lúc trước đi lầm đường, hiện tại mới trở lại quỹ đạo. Thế nhưng là một cái ý niệm trong đầu hay là không thể tránh khỏi xuất hiện, chúng ta thể nội có dấu lực lượng lớn như vậy, thế nhưng là vì sao không cần, mà là đi học bỉ ngạn đạo Pháp. Sau một lúc lâu, cái kia ngân long thiếu nữ hướng hứa ứng vào tới, lúc rơi xuống đất dần dần hóa hình, chỉ là lần này không có tan làm dị nhân hình thái hoặc là đầu rồng thân người hình thái, mà là hóa thành một kẻ nhân loại thiếu nữ. Nàng dưới chân mặc tơ dệt chi dày, trên đầu cắm đồi mồi điêu khắc vật trang sức tóc, bên hông tơ lụa màu trắng hiện ra ba quang, thon dài eo nhỏ chiêu chọc tiếng lòng. Bên tai nàng có minh châu rủ xuống, tả hữu tất cả là một viên, hơi động một chút liền chiết xạ hào quang. Nữ hài này dáng vẻ thướt tha mềm mại, môi như ngậm chu, hóa thành nhân tộc thiếu nữ, lại có một loại dị vực phong tình để hứa ứng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Nàng tu luyện vô lậu kim thân, nhất định rất có lực bộc phát. Hứa ứng âm thầm gật đầu, minh mạn công chúa tiến lên bái sư, hứa ứng đại mã kim đao tòa hạ, thản nhiên thụ nàng bái sư chi lễ, nói tại trước ngươi, còn có một vị gọi hứa nhị cầu sư huynh, một vị gọi hỉ duyệt sư tỷ, đúng, nhân gian giới còn có hai vị sư huynh, một cái gọi cảnh minh, một cái gọi minh vương tôn. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới mình tại nguyên thú thế giới lúc, còn thu qua hai con nghiêu quái làm đệ tử nói khả năng nguyên thú thế giới còn có hai cái nghiêu sư huynh không cần phải để ý đến bọn hắn ngươi một mực đi theo ta thật tốt tu hành ta hiện tại liền truyền cho ngươi một loại pháp môn tu luyện gọi là vô lậu kim thân có thể cho ngươi thỏa thích điều động lực lượng trong cơ thể minh mạn công chúa hưng phấn không hiểu nhảy cẫng nói cái này vô lậu kim thân lợi hại a à? tự nhiên lợi hại hứa ứng đem vô lậu kim thân từ đầu chí cuối truyền thụ cho nàng Ngộ Không đạo nhân truyền cho hắn vô lậu kim thân, vốn là cựu đạo pháp môn, đi là đạo thụ đạo hoa đạo quả đường lối. Hứa ứng là tân đạo đạo tổ, tự nhiên đem đổi thành tân đạo đường lối. Hắn truyền thụ cho Minh Mạn công chúa, chính là cải tiến sau vô lậu kim thân.